chào tất cả các bạn. Bây giờ là đúng 9 giờ rưỡi, mình lại online chia sẻ cho các bạn cái 7 lực đòn 7 của người chủ doanh nghiệp trong kinh doanh. Và cái 7 lực đòn 7 này mà bất kỳ cái người làm kinh doanh nào cũng phải biết. Và hôm nay là cái buổi thứ sáu cuối tuần. Thì thay vì cuối tuần là chắc là nhiều người đi chơi đúng không? Đi khắp mọi nơi hết. Tuy nhiên mình cũng mới vừa đi ăn tối với gia đình về, và mình có cái buổi live stream chia sẻ bạn những cái điều hữu ích này. Và bây giờ để bắt đầu vào chương trình thì trước tiên chúng ta hãy mời những bạn bè của mình, tất cả những người xung quanh của mình, tối hôm nay nếu ai đó ở nhà hãy lên xem cái đoạn live stream này, cái đoạn live stream rất là đặc biệt này. Và các bạn nhớ bấm chia sẻ đến những người chung quanh mình, chia sẻ đến từ nhà mình để nhiều người cùng nhau xem cái đoạn video này, cùng nhau gì ạ? Chúng ta cùng nhau học online, lớp càng đông thì càng vui. Và các bạn cũng nắm được cái nguyên lý là lớp càng đông thì càng vui, và càng nhiều người biết về những cái kiến thức kinh doanh thì cái xã hội chúng ta lại càng chất lượng hơn, càng đỡ những người đi làm công ăn lương hơn, và những ai mà ở lại làm công ăn lương thì cái giá trị lao động, sức lao động nó cũng tốt hơn, chứ không phải như hiện tại là cái tiền lương người ta trả thấp quá, bởi vì cái lượng đi ra làm công, những người ở lại làm công đông quá, rồi cạnh tranh nhau, bởi vì doanh nghiệp thiếu, công ăn việc làm thiếu, nó là càng nhiều người ra làm kinh doanh thì người ta thiếu hụt lao động đi, thì người ta phải tăng lương lên. Do ít người làm kinh doanh quá nên là nó như thế nào sẽ rất là nhiều người sẽ rất là nhiều người đi làm công ăn lương, rồi chúng ta lại cạnh tranh nhau, lương nó thấp quá. Đó là lý do mà chúng ta cần phải chia sẻ cho rất là nhiều người để cùng nhau thấy cái đoạn livestream này. Và chúng ta đạt được 200 người thì mình sẽ chia sẻ bạn cái bài học rất là đặc biệt này. 200 người nha các bạn, 200 người thì chúng ta sẽ chia sẻ bạn cái bài học đặc biệt này. Và bây giờ các bạn bấm đi bấm chia sẻ đến người bên cạnh đi chào bạn Kiều Quang. Ok, đúng 200 người thì mình sẽ chia sẻ. Chào bạn Trâm. Trâm em chia sẻ, mời nhiều người vô đi và đảm bảo rằng chúng ta đủ 200 người thì chúng ta sẽ bắt đầu cái chương trình rất là đặc biệt này. Trong thời gian đủ 200 người thì mình cũng gửi đến các bạn rằng bạn Trí Kiều Quang. Ok chưa? Chào bạn Trí Kiều Quang. Chào bạn Trâm, chào bạn Nguyễn Ngọc Giao, lâu quá chưa các bạn. Chào bạn kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thịnh. Các bạn đang ở vùng miền nào ở trên tổ quốc này thì các bạn comment vào. Các bạn comment vào. Các bạn đang ở Biên Hòa thì nó ở Biên Hòa, ở Quảng Ngãi thì nó ở Quảng Ngãi, ở Kon Tum thì ở Kon Tum. Các bạn comment các vùng miền vào. Bạn chào bạn Nguyễn Duy. Trong thời gian chờ cái live stream chúng ta lên đủ 200 người, bây giờ 55 người rồi, rất là tuyệt vời. Cái sự nỗ lực của các bạn, và chúng ta chia sẻ đoạn live video này đến cho nhiều người. Chia sẻ 57 người rồi, rất là tuyệt vời. Chào bạn Sơn. Em mới vừa lên. Vâng, bạn Sơn chia sẻ rồi. Bạn Trâm rất là tuyệt vời, bạn đã chia sẻ rồi. Chào bạn Thiện, em chia sẻ đoạn live stream này đến cho nhiều người đi và chúng ta bấm nhau, cùng nhau chia sẻ. Mình coi trên máy mình thì mới có 12 bạn chia sẻ Vâng, và các bạn đang ở Đắk Lắk, bạn Viễn đang ở Đắk Lắk rất là tuyệt vời. Bạn tên Đảng, bạn chia sẻ đi bạn Kho Lê, bạn đang ở bên Campuchia, tuyệt vời. Bạn Hào Ngô, ok, chúng ta đã lên được 61 người rồi. Cái sự nỗ lực của các bạn rất là tuyệt vời. Chào bạn Phát Phát, vâng. Và chúng ta đang ở những ngày phút cuối năm. Các bạn rất là tất bật trong thời gian chờ đến giờ để mình chia sẻ 7 lực đòn 7 rất là quan trọng của người làm kinh doanh. Thì các bạn mời bạn bè mình vào. Và đây là những ngày cuối năm, ai cũng tất bật. Tuy nhiên mình lưu ý các bạn một điều là chúng ta đi ra đường hãy ý thức về giao thông, đặc biệt là về giao thông những ngày cuối năm này xe cộ chạy rất là nhanh, và chúng ta chỉ cần đi chậm một chút xíu thôi, chúng ta chỉ chịu khó quan sát một chút xíu thôi, mọi thứ rất là tuyệt vời. Các bạn ở vùng miền nào thì các bạn comment đi bạn Hưng Cao ở Bình Chánh rất là tuyệt vời, bạn Sóc Em ở Hậu Giang rất là tuyệt vời, bạn Long Vũ, chào bạn Long Vũ. Ok, bạn ở vùng miền nào bạn Lê Khoa,
mát danh sách rồi thôi chưa, mới có 68 người. Chúng ta đảm bảo 200 người, chúng ta đảm bảo 200 người, lên 70 người rồi, rất là tuyệt vời. Bạn Đỗ Giang, bạn Long Hồ, ok chưa, chào các bạn rất là nhiều. Thì những ngày cuối năm này các bạn phải đi ra đường, chúng ta chú ý về giao thông. Và các bạn thấy mấy ngày nay các bạn ở Sài Gòn, nếu mà các bạn chịu nhìn Sài Gòn giữa trưa, các bạn thấy trời vẫn mù không ạ? Cái đó là ô nhiễm môi trường đó các bạn ơi. Ô nhiễm môi trường á. Các bạn thấy 3-4 ngày nay giữa trưa mà trời rất là mù, cái đó là ô nhiễm môi trường. Những cái hạt bụi li ti trong không khí. Không có gió, nếu có gió thì nó đẩy đi. Nếu có mưa thì nước mưa kéo nó xuống. Nhưng mà như thế nào hoàn toàn không có gió cũng không có mưa, nên là các bạn thấy nó vàng các bạn thấy không mây mù. Thì chúng ta hạn chế đưa trẻ em ra đường, ra ngoài đường các bạn cứ đặt mang khẩu trang vào. Chào bạn Thu Thơm, bạn ở Hà Nội rất là tuyệt vời. Chào bạn Nguyễn Tiến, chào Khang ở Bình Dương. Vâng, các bạn nhớ chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người. Và chúng ta chào bạn Thành Lê ở Khánh Hòa. Vâng, chào bạn Khoa. Vâng, ok chưa. Tối nay mình sẽ chia sẻ đến 11 giờ tối lận, nên là chúng ta lên gần được 100 người rồi. Các bạn hãy nhanh chóng để lên 100 người. Chào bạn Thắng Ngô, bạn ở Nghệ An rất là tuyệt vời. Chào bạn Vĩ, lâu quá chưa gặp em. Lúc này kinh doanh xe đẩy hàng nó như thế nào rồi? Vâng, chào bạn Nguyễn Thị Hằng. Vâng, ok, chào bạn Hằng ở Vũng Tàu, bạn của mình. Vâng, chào bạn Lê Xuân Diệm. Vâng, chào Lê Bá Dương, thịt trâu A Phủ. Ok, chào bạn Vũ Đức Trinh, bạn ở Ninh Bình, bạn đi ra Ninh Bình hồi nào mà lẻ thế. Ok chưa, bào chào bạn Luyện, ok chưa. Chúng ta hãy chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người. Chào bạn Liên Phương ở Bình Dương, rất là tuyệt vời. Chào bạn Hương Tình, gửi lời ông xã em là bạn Nhi. Ok chưa, bà chào bạn Phú Nhân, bạn ở Long An. Vâng, chào bạn Anh ở Sài Gòn. Vâng, chào bạn Giáp Văn Tuyên, bạn ở ngoài Hà Nội, rất là tuyệt vời. Các bạn hãy chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người. Các bạn đang ở khu vực nào thì các bạn comment vào, mình đang ở khu vực đó. 88 người rồi và 31 lượt chia sẻ rồi. Để chúng ta nhanh chóng lên 200 người. Để chúng ta chia sẻ, mình lại nói tiếp. Mấy ngày nay cái khu vực ở Sài Gòn của chúng ta bị ô nhiễm môi trường dữ quá. Ok giờ các bạn thấy giữa trưa mà mây vẫn còn mù, giống như ở Bắc Kinh, giống như ở Hà Nội trước cái này các bạn thôi. Nó là hạn chế cho trẻ em ra đường là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ra đường các bạn nên đeo khẩu trang. Vâng, bạn Ngọc Giao lâu quá chưa gặp bạn. Vâng, mình rất là tràn đầy năng lượng. Bạn Ngọc Giao rất là tuyệt vời. Bạn nhớ đi tất niên bi nhá. Vâng, gặp 100 người rồi, rất là tuyệt vời. Chúng ta cùng nhau cho chúng ta một tràng pháo tay. Chúng ta bứt phá một cái con số rất là tuyệt vời, gần 100 người rồi. Vâng, bạn Lê Phương rất là tuyệt vời. Tối hôm nay, ngày mai và ngày mốt mình đứng lớp 2 ngày liên tục, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Cái lớp nghệ thuật đàm phán và nghệ thuật đòi nợ, ok, dành cho các chủ doanh nghiệp. Vâng, chào bạn Lý Tiến Bạc. Ok, bạn đang ở Hà Giang City. Vâng, cái thành phố Hà Giang mình đã tới một lần rồi. Bạn Hương Tình, bạn ở ngoài Bình Chánh hay Hóc Môn gì đó đúng không? Bạn Kim Trần rất chào bạn Thủy Lê. Ok chưa, hôm nay bạn Thủy Lê xem online nữa. Vâng, chào bạn Võ Trường Giang, Vũ Trường Giang, bạn ở Sơn La đúng không ạ? Vâng, rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy chia sẻ đoạn video này và chúng ta chuẩn bị chạm cái mốc 100 người rồi, rất là tuyệt vời. Và những ngày này thì các bạn đi ra đường, các bạn đi ra đường nhớ là đeo khẩu trang, bảo vệ sức khỏe của mình. Tốt nhất là hạn chế đi ra đường, ok chưa? Hạn chế đi ra đường, bởi vì sao cái mức độ nhiễm quá. Chúng ta đã bứt phá một cái con số 100 người rồi. Bây giờ cái con số tiếp theo chúng ta phải bứt phá là 200 người. Tối hôm nay, bây giờ các bạn chuẩn bị tập sách, vở, cây viết. Ok, tất cả những điều đó. Ok, để chúng ta chuẩn bị cái chương trình của chúng ta đến 11 giờ tối hôm nay lận. Và ngày mai, mình đứng lớp nữa, nhưng mà tối hôm nay mình sẽ chơi tiếp luôn. Em tưởng thời thiết thời, không phải. Ok chưa? Trời mưa thì nó mù thì không nói. Nhưng mà trời không mưa nó vẳng mù. Thì cái điều đó là nó đang là ô nhiễm. Ok chưa? Mây mù mà thấy không được, giữa trưa mà mây mù đó là cái hiện tượng ô nhiễm. Ok chưa? Chào bạn Trần Đức Minh ở Cà Mau, rất là tuyệt vời. Chào bạn Kiên Giang. Các bạn ở vùng miền nào thì các bạn comment vào. Và các bạn chia sẻ đến cho nhiều người. Bây giờ trên màn hình của mình xem thử trên màn hình của mình là được bao nhiêu người chia sẻ rồi. Được 61 người chia sẻ rồi. Mỗi người chúng ta chỉ cần một cái chia sẻ thôi.
là chúng ta sẽ nhanh chóng tiếp cận cái chương trình này, vâng. Các bạn biết là đã ra kinh doanh, chúng ta đã chọn cái con đường kinh doanh thì chúng ta phải gì ạ? Chúng ta cần phải có kiến thức kinh doanh. Cái đầu tiên chúng ta phải cài đặt đó là cái tư duy, cái tư duy của một người làm chủ thật sự. Chúng ta đi làm kế toán, chúng ta để làm được kế toán thì chúng ta phải đi học kế toán. Chúng ta cần phải có kiến thức về kế toán, chúng ta cần có những cái kỹ năng làm kế toán, và chúng ta cần có cái gì ạ? Chào bạn Nguyễn Đức Chính, bánh cuốn Tây Sơn, vâng, rất là tuyệt vời. Bạn Hoàng Mỹ Huế, vâng. Và bây giờ mình tiếp tục, ok chưa? Vậy thì nó như thế nào ạ? Các bạn cần gì ạ? Cần phải có những cái kiến thức về kế toán, những cái kiến thức nền tảng về kế toán, vâng, những cái kỹ năng cơ bản về kế toán. Và điều đó nó vẫn chưa giúp cho chúng ta giỏi về kế toán được. Chúng ta cần phải va chạm, va vấp những cái kinh nghiệm thì nó mới giúp cho chúng ta càng ngày càng giỏi giang về cái kỹ năng kế toán hơn. Khi ra làm chủ doanh nghiệp cũng vậy. Ok chưa? Khi ra làm chủ doanh nghiệp cũng vậy. Các bạn cũng đang cần những gì ạ? Cần những cái kiến thức của một người làm chủ doanh nghiệp, những cái kiến thức về kinh doanh. Các bạn cũng cần những cái gì ạ? Cần những cái kỹ năng của một người làm kinh doanh, một người làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp. Và các bạn cũng cần gì ạ? Cần những cái va vấp, những cái mà chúng ta cần phải va chạm. Những cái kỹ năng mà chúng ta cần phải có để chúng ta mới làm chủ cho mình được một cái doanh nghiệp. Và đây là cái nguyên nhân mà rất là nhiều người, ok chưa, họ không có ra làm chủ doanh nghiệp được. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ thiếu cái kỹ năng đó, họ thiếu cái kiến thức đó, họ thiếu những cái kinh nghiệm đó. Vấn đề ở đây không phải là chúng ta học hành nhiều. Các bạn đi học nhiều thì các bạn chỉ học cái chuyên môn thôi. Cái sai lầm của rất là nhiều người, họ nghĩ rằng họ học đại học ra là họ làm kinh doanh được. Cái đó là cái suy nghĩ chưa đúng. Người thông minh là người biết phân biệt đâu rõ ràng việc gì ra việc vì đó. Bạn học đại học cái ngành đá bóng thì các bạn chỉ đi đá bóng, và học đại học cái ngành kế toán thì bạn chỉ là đơn thuần bạn là chỉ là người làm kế toán. Không có nghĩa học đại học là chúng ta đã làm chủ được. Và chính cái tư duy đó nó làm cho bạn bị mắc bẫy. Bạn không làm được. Và tối hôm nay mình chia sẻ bạn một trong những cái kiến thức là lực đòn bẩy trong kinh doanh. Và chính những cái kiến thức này nó sẽ giúp cho các bạn hiểu ra được cái con đường làm chủ chúng ta nó sẽ như thế nào. Chào bạn Tuấn Trần. Lâu quá chưa gặp bạn. Vâng, mình vẫn rất là khỏe. Các bạn nào mới vô, chia sẻ, comment, tap bạn bè mà đi à. Tap bạn bè mà đi à. Mời bạn bè mình vào. Để lúc chúng ta đủ 200 người thì chúng ta chia sẻ, lớp chúng ta nó vừa đông vui nữa, vừa chia sẻ nữa, đông vui. Chào bạn Long Nguyễn, rất là tuyệt vời. Chào bạn Thúy ở Bình Dương, rất là tuyệt vời. Lúc này em kinh doanh dược phẩm như thế nào rồi, ok chưa? Chúng ta càng đông càng vui, ok chưa? Dạ, chào bạn Vũ Hoàng, ok chưa? Chào bạn Vũ Hoàng, bạn ở Nghệ An, rất là tuyệt vời. Chào bạn Phạm Thị Duyên Xuân, lâu quá không gặp em. Chào bạn Xuân Định, ok chưa? Bạn bán hải sản ở Bình Dương, vâng. Vậy thì chúng ta cần có kiến thức 110 rồi, một sự bứt phá rất là tuyệt vời. Vậy thì khi chúng ta ra làm kinh doanh, chúng ta cần phải có kiến thức của những người, một người làm kinh doanh, một người va vấp, có những cái kinh nghiệm của một người làm kinh doanh. Còn nếu chúng ta không có, không bao giờ chúng ta làm được. Ra kinh doanh nó không có đòi hỏi chúng ta thông minh, nó cũng không có đòi hỏi chúng ta phải có quá nhiều kiến thức. Chúng ta chỉ tập trung, chúng ta có cái kiến thức giỏi về kinh doanh là được rồi, không cần phải biết quá nhiều kiến thức. Không nhất thiết phải học nhiều mới là làm kinh doanh được. Giống như bạn lái xe vậy á, bạn phải có tập trung kiến thức lái xe, giỏi chuyên môn lái xe thì các bạn lái xe được. Một trong những cái nguyên nhân mà nó giúp cho chúng ta, nó làm cho chúng ta không ra làm kinh doanh được, đó là chúng ta thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng và thiếu kinh nghiệm. Ok chưa? Mình quay qua mình ghi lên trên bảng để cho các bạn nắm được. Một trong những cái nguyên nhân mà chúng ta không làm kinh doanh được đó là chúng ta thiếu gì ạ? Thiếu kiến thức. Thiếu kiến thức về làm chủ doanh nghiệp. Chúng ta lại thiếu cái gì ạ? Thiếu cái gì các bạn ơi? Thiếu kỹ năng. Thiếu kỹ năng về làm chủ doanh nghiệp. Cái đây nó không phải là giỏi hay thông minh mà bạn biết thôi Giỏi thông minh nó cũng chả liên quan gì tới cái việc làm chủ doanh nghiệp á, bạn biết không ạ? Thiếu gì ạ? Thiếu những cái kinh nghiệm. Ok, thiếu những cái kinh nghiệm để chúng ta ra làm chủ doanh nghiệp, ok chưa? Và nếu chúng ta thiếu
Cả ba cái yếu tố này thì nó đồng nghĩa với cái chữ gì ạ? Chữ rủi. Rủi gì các bạn? Rủi ro. Nó đồng nghĩa với chữ gì ạ? Rủi ro. Nếu kiến thức về kinh doanh chúng ta bằng con số 0, nếu kỹ năng về kinh doanh chúng ta bằng con số 0, và nếu ok chưa? Kinh nghiệm về kinh doanh chúng ta bằng số 0, những cái này là những con số 0, thì rủi ro chắc chắn là 100%. À, các bạn có nhận ra rồi không ạ? Rủi ro chắc chắn nó sẽ là 100%. À, chúng ta không bàn cãi rồi. À, các bạn tiếp tục 122 người rồi. Các bạn thấy điều này rất là tuyệt vời. Và chúng ta đã bảo lên 200 người. Các bạn cùng bấm gì ạ? Chia sẻ đoạn livestream này đến về cho các bạn đi ạ. Chia sẻ đi ạ. Đông người học online thì chúng ta càng vui. À, các bạn thấy chưa? Nó càng hữu ích. Nhiều người ra làm kinh doanh thì nó càng tuyệt vời. Vì sao các bạn biết không? Nhiều người thành công và giàu có thì cuộc sống chúng ta rất là chất lượng. Ok chưa? Chúng ta có những người bạn bè thành công và giàu có. Còn nếu có một mình các bạn thành công mà những người xung quanh của bạn họ không có thành công thì cuộc sống bạn nó cũng không có chất lượng, bởi vì không ai đi uống cà phê với bạn, không ai đi ăn với bạn, không ai đi du lịch nước ngoài với bạn. Đó là cùng nhiều người thành công thì chúng ta càng tuyệt vời. Nếu chúng ta thiếu kiến thức, chúng ta thiếu kỹ năng, thiếu kinh nghiệm thì rủi ro chắc chắn là 100%. Lý do của những người ra làm kinh doanh họ không thành công được bởi vì họ không có kiến thức về làm chủ, họ không có kỹ năng về làm chủ, họ thiếu kinh nghiệm về làm chủ. Và chúng ta cần phải hoàn thiện những cái này. Còn không, các bạn có làm 10 năm thì các bạn cũng cứ thua, các bạn cứ va vấp, các bạn cứ thất bại thôi. Cái sự khác biệt của một người gì ạ? Một người họ mở một cái tiệm bánh mì, ok chưa? Họ ra, họ có khách hàng, họ bán được rồi, ok chưa? Nhưng họ rất là cực khổ. Họ mở một quán phở, họ ra họ bán được rồi, suốt ngày họ ở cái quán phở đó, ok chưa? Những người đó họ cũng biết kinh doanh rồi, nhưng mà họ vướng một cái là họ chưa phải là một người chủ doanh nghiệp. Họ đang tạo ra một cái gì à? Họ đang tạo ra một cái bẫy, họ đang tạo ra một cái công việc làm cho họ, họ tạo ra một cái công ty, và chính cái công ty đó nhốt họ ở trong đó. Thì như vậy chúng ta cũng không phải là một người chủ doanh nghiệp, mà chúng ta đang tạo gì à? Đang tạo cho chúng ta một cái công việc thôi. Chúng ta không phải là chủ doanh nghiệp. Những người đó tức là họ đang tạo cho họ một cái doanh nghiệp, một cái công ăn việc làm thôi. Vâng, rất là tuyệt vời. Và trong thời gian chờ cái số lượng lên 200 bạn, ok, cho mình sẽ chia sẻ bạn những cái lực đòn bẩy trong kinh doanh. Các bạn chưa? Khi ra kinh doanh thì chúng ta phải hiểu cái lực đòn bẩy. Chào bạn Hiếu Thanh. Các bạn ở cái khu vực nào thì các bạn nắm mình comment xuống và mình ở khu vực đó mà. Các bạn thấy những gì vừa rồi mình chia sẻ, các bạn thấy có hữu ích với các bạn không ạ? Nếu hữu ích vào thì các bạn comment xuống, các bạn thấy điều này nó rất là hữu ích. Các bạn ghi xuống, các bạn nói điều này rất là hữu ích, các bạn nói điều này rất là tuyệt vời. Em vào muộn, chào thầy và đại gia đình B nhé. Ok, bạn Hồng Minh Toàn rất là tuyệt vời. Chào bạn Nhật Trường ở Bến Tre, kẹo dừa Hồng Vân, rất là tuyệt vời, ok chưa? Vậy thì tối nay mình chia sẻ đến các bạn cái lực đòn bẩy, và bây giờ mình đang nói những cái kiến thức để cho các bạn biết. Bạn Thường Dương, đòn bẩy nghĩa là sao? Không hiểu đòn bẩy là sao? Ok chưa? Ok, khác biệt đó bạn, mình ở mạnh ở đâu, ok chưa? Chào bạn Thái Anh Tuấn, bạn đang dân, ok, em đang ở Sài Gòn rất là. Vâng, hồi nãy giờ những gì mình chia sẻ thì các bạn có thấy tuyệt vời mà, các bạn có học được cái gì không ạ? Các bạn học được cái gì thì các bạn nốt cái từ khóa các bạn học xuống. Điều này rất là tuyệt vời, ok, tuyệt vời. Vâng, tuyệt vời thì không nói, nhưng mà các bạn học được cái gì thì các bạn nốt xuống, ok chưa? Hồi nãy giờ các bạn học được cái gì thì các bạn nói xuống, ok chưa? Khi ra kinh doanh thì chúng ta cần có cho mình những cái đòn bẩy. Lực đòn bẩy là cái gì các bạn biết là cái đòn bẩy rồi đó. Các bạn hình dung cái đòn bẩy. Mình đang vẽ cái hình để cho các bạn dễ hình dung. Ai học vật lý thì chúng ta cũng hiểu về đòn bẩy rồi, ok chưa? Ai học vật lý thì chúng ta cũng hiểu về đòn bẩy rồi. Mình đang chỉnh lên cái bảng để cho các bạn thấy, ok chưa? Ai học vật lý chúng ta cũng hiểu về cái đòn bẩy rồi đúng không? Mình đang chỉnh cái bảng để cho các bạn dễ hình dung, ok chưa? Để mình vẽ ra cái bảng, ok chưa? Ai học vật lý thì chúng ta cũng hiểu về cái đòn bẩy rồi. Ok chưa? Đòn bẩy, ok chưa? Cái đòn bẩy, các bạn chưa? Chúng ta cần phải có một cái cục kê. Chúng ta cần có một cái cục kê. Các bạn chưa? Và chúng ta cần có một cái đòn bẩy đúng không?
cái đòn bẩy. Ok, giờ chúng ta căng có cho mình một cái đòn bẩy. Ok ạ. Cái đòn càng càng dài. Ok, cái đòn càng dài. À, thì nó bẩy. Ok chưa? Nó có khả năng bẩy rất là lớn. Ok chưa? Nó có khả năng bẩy rất là lớn. Ok chưa? Người làm kinh doanh thì chúng ta cần phải hiểu cho mình những cái lực đòn bẩy. À, các bạn chú ý, chúng ta cần phải hiểu cho mình những cái lực đòn bẩy. Ok chưa? Những lực đòn bẩy trong kinh doanh nó là cái gì? Các bạn cũng hình dung rồi. Các bạn có hình dung ra những cái đòn bẩy rồi. À, đúng không ạ? Ok chưa? Đòn bẩy ở đây là nó cần phải có cái gì? Một cái đòn dài. Một cái đòn dài, đúng không? Bẩy một cái cục về đó. Ví dụ cái cục này là cái cục tiền đi. Ok chưa? Nó có cái cục tiền đi. Ok chưa? À, à, và chúng ta cần một cái đòn dài, chúng ta ngồi đây là bắt đầu nó bẩy lên. Ngắn quá thì chúng ta bẩy không cơ được. À, và người làm kinh doanh thì chúng ta cần hiểu cái điều này. Ok chưa? Lực đòn bẩy nó bằng với gì ạ? Với cái tốc độ. À, ok chưa? Lực đòn bẩy nó bằng với cái tốc độ. Vâng, các bạn chia sẻ đoạn livestream này. À, lực đòn bẩy nó bằng với cái tốc độ. Ok, lực đòn bẩy. Lực đòn bẩy. Ok chưa? Đòn bẩy. Lực đòn bẩy nó bằng với gì ạ? Nó bằng với cái tốc độ. Ok chưa? Nó bằng với tốc độ. À, bằng với tốc độ. Ok chưa? Tốc độ. Ok chưa? Tốc độ. Ok chưa? Tốc độ ở đây đó là tốc độ bạn kiếm ra tiền. À, tốc độ ở đây là cái tốc độ bạn kiếm ra tiền. À, trên một cái đơn vị phút, hoặc là trên một đơn vị giờ, hoặc là trên một đơn vị ngày, hoặc là tốc độ bạn tìm kiếm khách hàng. À, tốc độ bạn tìm kiếm khách hàng. À, hay là tốc độ bạn sản xuất ra sản phẩm. À, các bạn hình dung ra điều này chưa? Vậy thì về cái đòn bẩy, cái lực đòn bẩy thì nếu mà ai đã học đến cấp 3 thì chúng ta cũng đã hiểu cái lực đòn bẩy này rồi. À, ok chưa? À, thì càng cái lực đòn bẩy này á, để nó nói chúng ta là bằng cái cách nào đó, bằng cái cách nào đó mà chúng ta có thể tìm kiếm khách hàng, chúng ta ra chúng ta khởi nghiệp. Ok, chúng ta ra chúng ta làm kinh doanh. À, các bạn hiểu ra điều này chưa? À, chúng ta ra làm kinh doanh. À, chúng ta tìm kiếm khách hàng bằng cái cách nào đó nó giúp cho chúng ta gì ạ? Có nhiều khách hàng hơn, tiền nhiều hơn, khách hàng ok hơn. .. À, các bạn dùng ra điều này cho, tức là chúng ta phải tư duy. Và người làm kinh doanh á, phải biết sử dụng những cái lực đòn bẩy chung quanh của chúng ta. Ok bạn Mạnh Nguyễn, ok chưa? Có lý thuyết rồi chúng ta mới học, rồi chúng ta thực hành sau. Ok chưa? Sang năm mình về. Ok chưa? Cảm ơn bạn Mạnh Nguyễn nhiều. Ok, bạn ở đâu mà bạn về nhỉ? Ok chưa? Vậy thì những gì vừa rồi, cái điều gì các bạn học và các bạn hình dung thì các bạn nói cho mình biết. Ok chưa? Và chúng ta cũng hiểu về cái, và một người làm kinh doanh thì chúng ta phải hiểu cái lực đòn bẩy, chứ phải là chúng ta cứ ngồi chúng ta chờ. Chúng ta chờ. Mà cái người khôn ngoan là họ dùng gì à? Họ dùng những cái đòn bẩy thì để chúng ta chia sẻ đi các bạn. Vâng, các bạn chia sẻ các cái đoạn video này đến cho nhiều người đi ạ. Chúng ta, bạn nào mới vào xem thì các bạn chia sẻ cái đoạn cái livestream này, các bạn chỉ cần bấm vào nút chia sẻ thôi thì nó sẽ gì à? Nó sẽ chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người các bạn ơi. Để cho lớp chúng ta đông vui. Lớp chúng ta càng học đông càng vui các bạn. Lớp chúng ta ít thì nó đâu có vui bằng cái lớp đông. Lớp đông nó vẫn cứ vui hơn. Vâng. Vậy thì vừa rồi mình nói đến lực đòn bẩy, các bạn có nắm được chưa? Lực đòn bẩy nó sẽ bằng cái tốc độ. Và cái điều đầu tiên để nói đến điều này thì các bạn phải gì ạ? Các bạn phải có được cái lực rất là tuyệt vời, đó là lực đòn bẩy trong tư duy. Nếu cái tư duy bạn mà không có lực đòn bẩy, tư duy bạn mà cứ lý giống thì nó cũng không giải quyết được cái vấn đề gì hết. Nó là đòn bẩy đầu tiên, đó là đòn bẩy trong tư duy. Là chúng ta phải có một cái tư duy luôn quan sát ở chung quanh, luôn biết cái gì là đòn bẩy của chúng ta để chúng ta ứng dụng nó. Ok chưa? Các bạn chia sẻ đi, các bạn hãy tập trung chia sẻ cái điều này ra. Mình xem trên máy mình thì mới có 81 lượt chia sẻ à. Chúng ta phải đạt được 200 lượt chia sẻ thì điều này nó mới rất là tuyệt vời. Các bạn thấy không? Nó bằng cái tốc độ. Và những cái người mà thành công giàu có thì họ luôn suy nghĩ tới cái điều này. Nên
Cái điều đầu tiên mình muốn gửi đến các bạn là muốn dùng đồng bảy được thì 7 cái lực đồng bảy lận chút xíu mình mới chia sẻ, chờ lượng người lên đông rồi mình mới chia sẻ. Cái điều đầu tiên mình muốn gọi các bạn là các bạn phải có cái tư duy đồng bảy. Tư duy chúng ta cần phải có tư duy ngay trong tư duy, trong cái suy nghĩ của chúng ta, người làm kinh doanh á, ngay trong suy nghĩ của chúng ta là chúng ta phải có điều này. Hồi xưa thì mình mới vào Sài Gòn thì rõ ràng là mình đâu có mối quan hệ đâu, mình có biết gì đâu, và mình từng bước mình xây dựng những cái lực đòn bẩy đó để sau này bắt đầu từng bước chính vì cái đó nó mới giúp cho mình có tài chánh, có tiền, rồi lần là mình mới ra làm kinh doanh và mình thành công ở đất Sài Gòn này. Các bạn nhìn chưa, cho tới giờ thì mình có doanh nghiệp riêng, mà làm những cái công việc mà theo cái sự yêu thích của mình, thì đó là cái người không ăn chúng ta cần phải hướng tới cái yếu tố này. Cái đó là cái yếu tố đòn bẩy. Ok chưa? Vậy thì lực đòn bẩy á thì các bạn phải tư duy nó như thế nào để chúng ta kiếm được 1 triệu đô thì trong thời gian là bao lâu? Nó đi liền với thời gian. Ok chưa? Và chúng ta càng có nhiều lực đòn bẩy á thì cái khả năng tốc độ kiếm tiền của chúng ta, khả năng chúng ta xây dựng những cái kết nối thành công của chúng ta nó nhanh hơn. Chứ không phải là cái khả năng chúng ta lao ra chúng ta làm, nó không phải vậy, không phải là cái khả năng chúng ta lao ra chúng ta làm. Và ok chưa, và tất cả những người làm kinh doanh họ đều biết sử dụng những cái đòn bẩy. Bẩy này mình sẽ kể cho bạn những cái câu chuyện mà nó rất là tuyệt vời. Đòn bẩy thứ nhất mà chúng ta phải biết sử dụng, nó có từ viết tắt là OBM. Ok chưa, là nó viết tắt của từ gì? Order, cái từ tiếng Anh đó các bạn. Order, ok chưa? Order, billboard đúng không? Billboard, money, ok chưa? Là chúng ta phải biết cách sử dụng tiền của người khác. Ok, chúng ta phải biết cách sử dụng tiền của người khác. Ok chưa? Nếu chúng ta không phải là chúng ta có tiền, chúng ta biết cách sử dụng tiền của mình là nó khôn không chúng ta cần phải biết cách sử dụng tiền của người khác. Ok chưa? Thì cách chúng ta sử dụng tiền của người khác nó như thế nào? Ok chưa? Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ chưa? Đồng bảy là cái công cụ, đúng rồi. Ok chưa? Cái công cụ nó giúp cho chúng ta nó đi nhanh hơn. Vậy thì chúng ta nó không có tiền thì chúng ta phải biết cách sử dụng tiền của người khác. Và nếu mà các bạn muốn thì hôm sau mình sẽ chia sẻ cho bạn cái chính cách để chúng ta huy động vốn. Các bạn nào có muốn và các bạn có nào có muốn mình chia sẻ chính cách để chúng ta huy động vốn có bao nhiêu bạn muốn mình chia sẻ thì các bạn comment xuống. Order, sử dụng tiền của người khác, đúng rồi. Các bạn nào có muốn mình chia sẻ hôm sau? Còn bán online thì mạng internet là đòn bẩy. Vâng, ok chưa? Cảm ơn bạn Nhật nhiều. Các bạn nào có muốn mình chia sẻ chính cách để chúng ta huy động vốn thì các bạn comment xuống và các bạn nói rằng là rất cần những cái kiến thức này. Các bạn comment xuống để mình thấy rằng là em muốn chính cách đó. Ok chưa? Đúng rồi, các bạn comment xuống bởi vì để cho nó nhộn nhịp lên. Và các bạn tag bạn bè mình vào. Các bạn nói là muốn chia sẻ chính cách huy động vốn. Tuy nhiên những cái này là cái phần ngọn hết. Các bạn muốn ra làm chủ thì các bạn mới biết những cái này, các bạn cũng không có ra làm chủ được. Bởi vì để làm được cái việc này thì cuối cùng không phải tự nhiên cái người có tiền họ đưa tiền cho các bạn đâu. Không phải vậy. Mình chia sẻ các bạn nói đó, tới một ngày thì các bạn sẽ dồn được. Các bạn không đủ năng lực thì không ai đưa tiền cho các bạn hết. Nó là điều cuối cùng là chúng ta biết cách, biết có cái kiến thức, chúng ta có kinh nghiệm. Đây, những người họ có những cái điều đó nhưng mà họ vẫn không làm được. Bởi vì sao Bởi vì cái ở bên người của họ nó yếu quá, cái bên trong con người họ nó yếu quá. Nó là quá trình khởi nghiệp, quá trình kinh doanh thành công là một cái quá trình gì? Quá trình sửa mình rất là nhiều. Con người của các bạn 80% là cái năng lực nó nằm ở phía bên trong của con người của các bạn, 80% lận. Còn những cái công cụ, những cái kiến thức ở bên ngoài nó chỉ là 20% thôi. Khi cái con người của bạn luyện đã được đủ bản lĩnh rồi đó. Ok chưa? Các bạn đã đủ bản lĩnh rồi đó thì tự nhiên những cái phương pháp
mà các bạn đọc trong sách vở, mình chia sẻ đây tự nhiên nó mới hiệu quả. Còn nếu mà cái con người của bạn nó yếu quá, cái con người nhút nhát rụt rè, đang làm công muốn ra khởi nghiệp còn không dám ra khởi nghiệp, wifi trong phòng yếu quá thầy, wifi mình mạnh mà, cái mạng của mình đang rất là mạnh mà, wifi trong phòng yếu quá thầy ơi. Dạ em không muốn và rất muốn. Dạ em không muốn và rất muốn. Ok rồi. Các bạn hồi nãy giờ xem có tốt mà, các bạn có xem có tốt mà, mình thấy cái wifi mình nó mạnh quá trời mà. Các bạn có xem tốt không? Các bạn comment vào, các bạn nói là xem tốt hoặc là xem không tốt để các bạn nói tốt. Cái mạng của bạn ở nhà nó có tốt không? Các bạn comment vào. Có bạn nói là do mạng yếu quá, do wifi yếu quá. Ok à. Các bạn có tốt không? Các bạn comment vào là các bạn nói là cái mạng tốt. Chứ tao để mình chia sẻ rồi tự nhiên các bạn không có nắm được. Các bạn comment vào, bị lên thè, bị lên. Ok, các bạn khác thì sao ạ? Các bạn thấy wifi có tốt không? Em thấy thỉnh thoảng bị treo. Yếu đó thầy. Vâng. Ok chưa? Ok. Yếu quá hả? Vậy là mình phải di chuyển ra ngoài, mình phải bưng đồ ra ngoài nữa thôi. Mạng hơi yếu hả? Mạng hơi yếu các bạn ấy không được phải không? Ra ngoài. Tại ở trong phòng mà mình chia sẻ, mình nói không ảnh hưởng đến người khác. Ở bên ngoài thì dễ ảnh hưởng với người khác. Ok, các bạn thấy nó mạnh chưa? Mạnh chưa các bạn ơi? Ok chưa? Mạng yếu quá các bạn. Ok. Thấy yếu. Ok, ra phòng khách đi lại. Ok. Nó mạnh chưa các bạn ơi? Nó mạnh chưa? Alo. Các bạn chờ mình đi đóng cửa để không ảnh hưởng đến người khác, nó yếu quá. Nó yếu quá. Ok chưa? Vâng, các bạn ủng hộ mình mạnh yếu quá. Rồi. Ok, bây giờ mình ra ngoài phòng khách rồi, các bạn thấy ok chưa? Mình ra ngoài phòng khách rồi, các bạn thấy ok chưa? Ok thì cho mình ok đi, và các bạn chờ mình mang cái các bạn chờ mình mang cái bảng ra nhé. Các bạn chờ mình mang cái bảng ra. Chờ mình mang cái bảng ra. Ok các bạn. Ok, mình có bảng rồi. Các bạn cho mình mang bản ra rồi. Ok, rất là tuyệt vời. Ok, rất là tuyệt vời. Bây giờ mình ra phòng khách rồi đây, rất là tuyệt vời. Ok, rất là tuyệt vời. Chúng ta lại tiếp tục. Vậy thì vừa rồi mình đang nói tới cái gì ạ? Mình đang nói tới gì ạ? Là chúng ta phải biết cách sử dụng tiền của người khác. Bây giờ mình kể các bạn một cái câu chuyện này nè. Các bạn có sẵn sàng để mình kể chuyện không ạ? Các bạn có sẵn sàng kể chuyện không ạ? Ok chưa? Các bạn có sẵn sàng kể chuyện chưa? Các bạn comment xuống và các bạn nói là sẵn sàng rồi. Ok chưa? Sẵn sàng rồi. Vâng. Thì những người nước ngoài các bạn, những người nước ngoài các bạn, họ vào Việt Nam của chúng ta đó, như người Hàn Quốc, người Đài Loan rồi đó. Ok chưa? Họ vào Việt Nam của chúng ta mà họ đầu tư á, thì hầu như là họ biết cái điều này hết. Họ nắm rõ lắm. Họ biết cái điều này hết. Các bạn nào mới vào thì các bạn bấm nút chia sẻ cái đoạn video mình. Ok chưa? Các bạn chia sẻ đi cho nhiều người biết để mình vui nữa. Ok chưa? Mình đóng cửa hết rồi bạn. Ok chưa? Và rất nhiều người như thế nào ạ? Rất nhiều người như thế nào ạ? Các bạn bấm nút chia sẻ đi, chia sẻ để cho nhiều người biết các bạn. Ok chưa? Các bạn bấm nút chia sẻ. Hiện tại ở trên này thì mình xem là mới có 94 bạn chia sẻ à. Có một số bạn, rất là nhiều người chúng ta không có chia sẻ cái đoạn video này. Mà lại nói tiếp nè. Mình lại chia sẻ tiếp với các bạn nè. Thì những người Đài Loan và những người Hàn Quốc, rồi tất cả những người mà họ vào Việt Nam của chúng ta mà họ kinh doanh á, thì hầu như là họ rất là khôn ngoan. Họ theo luật đầu tư, họ chuyển đúng cái tiền thôi các bạn, chưa? Cái tiền mà đầu tư cái nhà xưởng cơ sở ban đầu thôi, họ chuyển đúng cái tiền đó thôi. Họ khôn lắm các bạn. Ok chưa? Bạn họ vô cùng khôn luôn. Và họ như thế nào ạ? Họ xây đúng cái nhà xưởng đó rồi, cho họ lấy toàn bộ giấy tờ cái nhà xưởng làm được đó, họ quăng vào ngân hàng. Họ vay tiền ngân hàng ra, bắt đầu họ mua máy móc. Các bạn hình dung chưa? Rồi họ kêu như thế nào ạ?
Ok, chào bạn Minh Trường, hôm nay mình mặc cái áo của Big Training thôi. Chia sẻ đi 500 anh em ơi, đúng rồi, 500 anh em chúng ta chia sẻ nhiệt liệt lên, các bạn chia sẻ nhiệt liệt lên để cho mình vui, ok. 500 anh em chia sẻ nhiệt liệt lên nào, mới có 101 lượt chia sẻ à, ok chưa. Tối hôm qua tôi gần 200 lượt chia sẻ lận, nên bây giờ chúng ta ráng cố gắng chúng ta chia sẻ nhiều lên. Là mình lại quay lại cái câu chuyện tiếp. Thì họ đầu tư vào Việt Nam thì cái nhà xưởng đó, các bạn nói mà họ mua máy móc. Các bạn thấy là một cái khoản tiền nhỏ thôi, họ vừa xây được nhà xưởng, họ lại vừa mua máy móc. Rồi xong như thế nào mà nguyên liệu thì họ lấy như thế nào ạ? Nguyên liệu thì những cái người Việt Nam của chúng ta nè, phần lớn là những người Việt Nam chúng ta bỏ nguyên liệu cho họ. Tháng đầu tiên họ trả đủ, tháng thứ hai họ nợ một chút xíu 5%, tháng thứ ba họ nợ lên 10%, tháng thứ ba thứ tư họ nhỡ lên 15%, và họ cứ dần dần vậy, họ nhỡ lên một khoản rất là nhiều tiền nhân công. Họ không phải trả 30 hàng tháng mà họ trả vào ngày 10 hàng tháng, hoặc họ trả ngày 15 hàng tháng, tức là nó kéo dài ra 10 đến 15 ngày. Trong khi cái đơn hàng mà họ xuất đi á, thì thường thường là họ hay xuất theo dạng LC. Các bạn biết LC, bạn nào làm bên xuất khẩu thì các bạn sẽ biết cái khái niệm LC mà mình nói. Thì khi mà công hầu như ngày nào cũng xuất ít, và ngày nào xuất công là ngày đó có tiền, hầu như là trong tuần một ngày họ xuất hàng đi nước ngoài mấy lần á. Mà khi hàng vừa làm thủ tục hải quan xong, vừa lên tàu cấp cho cái bill, có một số chứng từ như là giấy hung trùng, giấy kiểm dịch, hoặc là CO là người ta certification original, ok chưa, là cái chứng từ á, là thế là họ đã ra ngân hàng và họ giải ngân rồi, và tiền đó nó như nào họ cũng không có trả liền đâu, họ không có trả đâu các bạn ơi, hoàn toàn họ không có trả đâu. Họ vẫn cứ chờ đến ngày đó họ mới trả. Nên là hầu như toàn bộ cái quy trình kinh doanh của họ là họ dùng vốn của người khác hết. Nhân công thì tới ngày đâu phải tới ngày 30 trả. Các bạn thấy tiền nhân công là người ta làm ra rồi, tạo ra sản phẩm rồi, mà tới ngày 40 hoặc là tới ngày 45 họ mới trả. Các bạn hình dung chưa? Tiền mà lấy nguyên liệu á, ok chưa? Là người ta luôn nói là 30 ngày trả, hoặc là 45 ngày trả, thậm chí có nơi là 60 ngày mới trả tiền nguyên liệu. Mà trong khi công hàng á, mà khi nhà máy nó chạy ngọt rồi đó, các bạn nhận ra điều này chưa? Thì nó xuất liên tục và hầu như ngày nào cũng xuất hết đó. Và thế là họ ôm vốn hết. Em muốn đăng ký học đi lên từ tay rắn của thầy. Ok, bạn muốn đăng ký thì bạn inbox vào cái Facebook của mình, cái số điện thoại, cái thông tin. Thì thứ bảy chủ nhật tuần sau thì có cái lớp đó từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Cái cách làm sao chúng ta ra làm chủ doanh nghiệp từ tay trắng đổ lên. Ok, rất là tuyệt vời. Em muốn mở xưởng sản xuất thì cần những cái gì vậy thầy? Ok, bạn nào muốn mở xưởng sản xuất, trước khi mở xưởng sản xuất thì hãy đến tham gia cái khóa học của mình để mình phân tích rõ. Bây giờ hỏi mấy câu mình không có giải thích được. Ok chưa? Tại dưới mình ở đây mình chia sẻ theo cái chủ đề. Vậy thì vừa rồi các bạn hiểu được cái ý là làm sao để chúng ta sử dụng tiền của người khác chưa? Các bạn có nắm được cái ý ấy chưa? Nếu các bạn nắm được ý này thì các bạn comment xuống. Các bạn thấy điều này rất là tuyệt vời. Thầy nói giống Robert Kiyosaki quá à, hâm mộ của thầy. Ok, không có robot nào ở đây hết á. Chúng ta nói theo kiểu của Việt Nam. Bạn Khoa lại liên tưởng tới bên Mỹ rồi. Nó không liên quan gì tới Mỹ ở đây đó. Chúng ta đang nói theo kiểu của Việt Nam thôi. Các bạn hiểu chưa? Thì chúng ta ra kinh doanh chúng ta phải biết cách. Chúng ta ra kinh doanh chúng ta phải biết á, ok chưa? Và một trong những cách sử dụng tiền của người khác á, là ngày mai tuần sau, bởi vì đến thứ hai mình rảnh rồi, thứ hai tối mình mới nói với các bạn là chín cách để chúng ta huy động vốn. Và các bạn thấy điều này nó vô cùng tuyệt vời. Và các bạn thấy là ra kinh doanh nếu mà chúng ta không biết cách á, là chúng ta bị vướng dữ lắm. Và khi các bạn biết cách á, thì các bạn đi đâu cả trên thế giới này bạn vẫn làm được. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Bây giờ các bạn góp phần, giải là vừa rồi mình chia sẻ cho các bạn cái M đầu tiên, cái OBS đầu tiên, ok chưa, là cái gì à? Sử dụng tiền của người khác, ok chưa? Đó, các bạn nào mới vào sau thì các bạn nốt vào cái này, là cái cách chúng ta sử dụng tiền của người khác, sử dụng đòn bẩy tài chính là tuyệt vời. Ok, cách chúng ta sử dụng tiền của người khác, ok chưa? Cách chúng ta sử dụng tiền của người khác, ok không các bạn ơi? Đó, cái đây là cái
cái OBS. Đây là cái show số 1, ok, cấp chúng ta sử dụng tiền của người khác rất là tuyệt vời. Và nó có rất là nhiều cách để chúng ta sử dụng tiền của người, nhiều lắm. Ok chưa? Nó có rất là nhiều cách để chúng ta sử dụng tiền của người khác. Vậy thì những cái gì vừa rồi? Vâng, thứ hai thì mình sẽ chia sẻ bạn cái chín cách để chúng ta huy động vốn, chín cách để chúng ta có vốn, để chúng ta làm. Ok chưa? Các bạn nào muốn ok chưa thì các bạn phải liên hệ vào cái khóa học làm chủ doanh nghiệp của mình. Như bạn Động Lân này, bạn hãy liên hệ cái lớp học làm chủ doanh nghiệp của mình để các bạn biết bài cho nó bài bản, để mình chia sẻ cho bạn bài bản để các bạn biết cái cách đi bài bản. Chứ mình không phải là bác sĩ mà các bạn cứ bị chỗ nào các bạn hỏi mình cái chỗ đó, là nó nói là nó như vậy nhưng mà chúng ta cần phải hiểu bài bản thì chúng ta mới làm được. Ok chưa? Thưa em, mà em không có trí tuệ để làm. Ok chưa? Trí tuệ ở đây nó không phải là không có, nói bạn nói như bạn đúng, bạn gõ được cái dòng này nghĩa là bạn đang có trí tuệ rồi. Bạn Ngọc Mai à? Ok, bạn gõ được dòng này là bạn đang có trí tuệ rồi. Bạn nói bạn không có trí tuệ là không phù hợp. Ok chưa? Gõ được dòng này chúng ta có trí tuệ rồi. Vậy thì ở trong xã hội, những người họ làm kinh doanh, họ rất giỏi cái cách này. Thực sự là các cái đại gia của chúng ta hiện tại, chúng ta nghe nói là tỷ phú rồi, thì thực sự mấy ổng cũng dùng cái cách này hết. Mấy ổng cũng đang dùng cái cách này hết. Chỉ những cái bạn mà mới ra khởi nghiệp thì các bạn không biết thôi. Chứ còn người ta luôn dùng cái cách này hết, nhiều lắm. Ok chưa? Nên là chúng ta cần phải có cái tư duy mở để chúng ta nhìn thấy ra được một cái góc nhìn nó rất là tuyệt vời khác. Rồi. Vậy thì các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ cái điều thứ hai chưa? Các bạn có sẵn sàng chưa? Nếu mà các bạn sẵn sàng rồi thì các bạn nói là sẵn sàng rồi để mình chia sẻ cái điều thứ hai. Cái điều một, các bạn nào hỏi mình câu hỏi nào nữa mà. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là chúng ta hãy biết cách sử dụng tiền của người khác để chúng ta biến thành vốn của mình, để chúng ta ra chúng ta làm kinh doanh. Các bạn hãy nắm ra được cái chỗ này, chứ không phải là chúng ta không có tiền. Người nào mà cứ dùng cái tiền của mình đi ra làm kinh doanh, người đó chưa chắc đó là khôn ngoan đâu. Chúng ta hãy biết cách dùng tiền của người khác. Ok chưa? Các bạn thấy là cái chương trình Sắc Tăng đó, ok, một số bạn họ lên họ nói chuyện đồ kia để họ huy động vốn. Chúng ta cần phải có cái khả năng, chúng ta cần phải có khả năng gì à? Khả năng thuyết trình rất là tuyệt vời để chúng ta hút cái đồng vốn của người khác. Ồ, rất là tuyệt vời. Bây giờ cái chương trình của mình nó đã lên được 170 người rồi. Và những bạn còn lại thì chúng ta như thế nào à? Chúng ta hãy chia sẻ đi à. Chúng ta hãy chia sẻ, mới có 116 người chia sẻ. Bạn nào chưa chia sẻ thì chúng ta chia sẻ nhanh ra. Chúng ta chia sẻ nhanh ra thì chúng ta sẽ có rất là nhiều người. Nhanh lên các bạn ơi. Chúng ta sẽ có rất là nhiều người cùng tham gia cái lớp học online của chúng ta. Bây giờ đang là 173 người rồi. Rồi chút xíu nữa chúng ta tăng lên 200 người thì cái lớp học chúng ta nó rất là đông vui. Và các bạn nào đang kinh doanh cái gì thì các bạn comment xuống là các bạn đang kinh doanh cái việc đó đi à. Các bạn đang kinh doanh đi à. Các bạn đang kinh doanh lĩnh vực gì thì các bạn nói là em đang kinh doanh lĩnh vực A, em đang kinh doanh lĩnh vực B. Các bạn đưa cái trang web của bạn vào, các bạn đưa cái Facebook của bạn vào, các bạn đưa số điện thoại của bạn vào, thì rất là nhiều người họ đang online, họ xem chương trình này, họ thấy phù hợp thì họ sẽ hợp tác với bạn để họ làm kinh doanh. Bạn nào muốn làm đại lý thì các bạn cũng phải comment vào, các bạn nói rằng là các bạn muốn làm đại lý. Các bạn nào muốn mướn mặt bằng thì các bạn cũng phải comment vào, các bạn nói là các bạn muốn mướn mặt bằng, các bạn comment vào. Các bạn nào muốn tuyển dụng nhân viên thì các bạn cũng comment vào đây để các bạn nói là các bạn đang tuyển dụng nhân viên. Rất là tuyệt vời. Đây là cũng là một cách các bạn đang sử dụng cái lớp học online này để các bạn gì á, để các bạn tạo ra những cái nguồn lực cho mình. Vâng, và bây giờ mình chia sẻ. Người Nhật nói ít làm nhiều, còn người Việt nói nhiều. Ok, chúng ta, bạn Thành Nguyễn, chúng ta không nên đi phê phán người Nhật hay người Việt Nam gì hết. Quan trọng là chúng ta làm được cái gì thôi. Ok chưa? Quan trọng là chúng ta làm. Ok chưa? Nếu làm được thì bạn hãy làm và bạn giúp cho người ta. Ok chưa? Thay vì chúng ta ngồi đó chúng ta nói là người này người kia. Ok chưa? Chúng ta hãy làm và giúp cho người khác cùng làm. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Vậy cái chia sẻ thứ hai, cái cách chia sẻ thứ hai là mình muốn gửi đến các bạn là cái chúng ta phải biết order, view, time. Ok chưa? Chúng ta phải gì ạ? Cái chữ T này là cái chữ time các bạn, là chúng ta phải biết cách gì ạ? Biết cách gì các bạn ơi? Biết cách gì ạ? Order, view, time là chúng ta phải biết cách gì?
biết cách sử dụng thời gian của người khác. Chúng ta phải biết cách sử dụng thời gian của người khác. Ok chưa? Các bạn nào kinh doanh gì thì các bạn đưa cái trang web của các bạn vào. Chúng ta phải biết cách sử dụng thời gian của người khác. Nói đi, biết cách sử dụng thời gian của người khác. Bạn ghi số và bạn nói biết cách sử dụng thời gian của người khác. Ok chưa? Các bạn nào kinh doanh thì các bạn cứ ghi vào. Danh giải thi vừa rồi mình lại chia sẻ cho các bạn cái đòn bẩy thứ hai, đó là chúng ta biết cách sử dụng thời gian của người khác. Vâng, các bạn biết đó là ai cũng có một ngày 24 tiếng đồng hồ như nhau hết. Mình cũng có một ngày 24 tiếng đồng hồ, bạn cũng có một ngày 24 tiếng đồng hồ, bạn làm công bạn cũng có một ngày 24 tiếng đồng hồ, và người làm chủ cũng có một ngày 24 tiếng đồng hồ. Ok chưa? Ai cũng có thời gian như nhau hết. Ok chưa? Tuy nhiên, người nào họ biết cách sử dụng thời gian của mình tuyệt vời thì họ cũng sẽ biết cách sử dụng thời gian của người khác. Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Bạn nào đang kinh doanh cái gì thì các bạn comment xuống các bạn đang kinh doanh cái đó. Các bạn thấy vừa rồi mình chia sẻ có tuyệt vời không? Ok chưa? Thì các bạn comment xuống, các bạn nói là tuyệt vời. Mình đang chia sẻ tới cái đầu máy số mấy rồi. Các bạn nốt vô cho mình biết cái đầu máy số mấy. Mình đang chia sẻ đến cái thằng đầu máy số mấy rồi. Vâng, chúng ta hãy biết cách sử dụng thời gian của người khác. Cái việc mà biết cách sử dụng thời gian của mình là chuyện bình thường rồi. Nhưng mà tiếc thay, có một số người lại không biết cách sử dụng thời gian của mình luôn. Mà lại không biết cách sử dụng thời gian của mình, mà lại để cho người khác sử dụng thời gian của mình. Cái đau nhất là cái chỗ đó. Chúng ta lại không biết cách sử dụng thời gian của mình, chúng ta để cho người khác sử dụng thời gian của mình. Vậy thì mình chia sẻ với bạn những cái điều như sau. Ai thì cũng có thời gian nhờ nhau. Ok rồi, nhưng nó sẽ có những cái nhóm sau. Cái nhóm thứ nhất, mình sẽ chia sẻ bạn để cho các bạn thấy, để các bạn hình dung ha. Chúng ta sẽ có những cái nhóm sau. Ok chưa? Mình đang canh cái máy để cho các bạn thấy. Ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ có những cái nhóm sau. Ok chưa? Ai cũng có quỹ thời gian nhờ nhau. Tuy nhiên nó lại trong cuộc sống xã hội nó sẽ xuất hiện những cái nhóm sau. Ok chưa? Còn quỹ thời gian thì ai cũng như nhau hết. Cái nhóm thứ nhất, cái nhóm thứ nhất là họ vừa có thời gian mà họ lại vừa có gì, có tiền. Ok chưa? Tức là thời gian họ rất là rảnh mà tiền họ rất là nhiều. Ok chưa? Nhóm này tuyệt vời. Ok chưa? Và bạn phải trở thành cái nhóm này. Hiện tại thì mình đã trở thành cái nhóm này rồi. Ok chưa? Cái thời gian mình thích đi làm việc, mình thích đi chơi, bởi vì mình có nhân viên, mình có đội ngũ họ làm việc cho mình rồi, và cái thu nhập của mình nó rất là tuyệt vời rồi. Mình thường xuyên đi mua đất mua đai đồ, nó đẻ ra tiền hàng năm, nó đẻ ra tiền cho mình. Và cũng như là mình đi du lịch. Ok chưa? Một năm mình đi du lịch trong nước 2 lần, và một năm mình đi nước ngoài ít nhất là 2 lần, là 2 nước mới. Cũng như là Tết năm nay thì gia đình mình đi ăn Tết ở Dubai. Các bạn hiểu chưa? Tức là vừa có thời gian mà vừa có tiền. Ok chưa? Cái dạng thứ hai mà không có thời gian, tức là rất là bận mà có tiền. Ok chưa? Cái đối tượng này cũng ok. Tức là chưa bằng đối tượng một thôi, nhưng mà họ cũng ok. Họ bận nhưng mà họ có tiền thì ok, rất là tuyệt vời. Họ có tiền mua nhà mua cửa, họ có xe cộ, họ có tất cả. Nhóm này rất là tuyệt vời. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Rất là tuyệt vời. Cái nhóm thứ ba, ok chưa? Cái nhóm thứ ba là họ có thời gian, họ rảnh nhưng mà họ không có tiền. Họ không có tiền, tức là thời gian thì rảnh mà rất là không có tiền. Có thể là cái nhóm này nó làm biến, có thể là nó chưa có kiến thức, nó chưa có kinh nghiệm, nó có kỹ năng để nó làm ra tiền tốt, lại là thời gian nó có rất là nhiều nhưng mà tiền thì nó chưa có. Cái nhóm này được gọi là cái nhóm tiềm năng. Nếu họ biết cách, họ có kinh nghiệm, họ có kiến thức thì họ sẽ có tiền. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Cái nhóm này là người ta gọi là cái nhóm tiềm năng. Ok chưa? Và tới cái nhóm thứ tư mới là cái nhóm vui nhất các bạn. Cái nhóm này là nhóm vui nhất này. Ok chưa? Là họ gì? Họ không có thời gian, tức là thời gian rất là bận mà họ lại gì? Cũng không có tiền luôn. Cái nhóm này là cái nhóm mắc cười nhất. Các bạn, cái nhóm tư này là nhóm mắc cười nhất. Mình không nói, cái nhóm này không biết là nó làm cái quá gì. Thời gian thì nó rất là bận mà tiền thì nó không có. Cái nhóm này là mình gọi là cái nhóm nó dở hơi, không thể chịu được.
đây là cái nhóm mà phần lớn là cái nhóm làm công ăn lương này, thời gian thì rất là bận nhưng mà tiền thì mới có, mà có trình độ bạn, có trình độ, có kiến thức, có kỹ năng á, có tất cả, thời gian thì rất là bận mà tiền thì không có. Cái nhóm này là cái nhóm mắc cười nhất, ok chưa? Và vậy thì bạn thuộc nhóm nào trong bốn nhóm này? Bạn thuộc nhóm nào trong bốn nhóm này? Bạn là ai trong bốn nhóm này? Bạn ghi xuống đi. Bạn thuộc nhóm nào trong bốn nhóm này? Các bạn ghi vô cho mình biết đi, bạn thuộc nhóm nào trong bốn nhóm này, ok chưa? Ai thuộc nhóm nào thì comment xuống, bạn thuộc nhóm số 1 hay bạn thuộc nhóm số 2 hay bạn thuộc nhóm số 3, bạn comment xuống bạn thuộc nhóm nào để cho mình biết, ok chưa? Bạn thuộc nhóm số 4, ok. À vậy thì bạn cần phải nhìn lại, bạn cần phải nhìn lại bạn phương hình bạn cũng thuộc nhóm 4. Vậy thì bạn phải nhìn lại, bạn phải nghiêm túc bạn nhìn lại, tức là thời gian thì rất là bận mà tiền thì không có tiền mua nhà, tiền tiêu xài cũng không có, tiền giúp đỡ ba mẹ anh chị em mình cũng không có, mà trong khi mình là tuổi trưởng thành rồi. À mình nhóm 1, ok chưa? Rất là tuyệt vời. Bạn Minh Thuận nhóm số 3, ok, bạn có tiềm năng, ok chưa? Bạn biết cách thì bạn sẽ bạn em thuộc nhóm số 3 thầy ơi, ok chưa? Bạn ok, nhóm số 3 các bạn biết cách là các bạn sẽ thành công và giàu có. Bây giờ mình muốn mời các bạn là hãy chia sẻ cái đoạn livestream của mình đến cho nhiều người để họ biết, ok chưa? Bạn Lê Khoa nói vui quá. Ok, bạn Anh Vy thuộc nhóm số 3, vâng. Bạn Trường Giang thuộc nhóm số 3. Bạn thuộc nhóm số 1. Ok, bạn Ngô Kim không phải thuộc nhóm số 1. Bạn xuống ngày bạn biểu bạn không phải thuộc nhóm số 1. Bạn là bạn thuộc nhóm số 2. Ok chưa? Bạn không phải thuộc nhóm số 1. Bạn Kiên Giang, bạn Tuấn Phụng, bạn thuộc nhóm số 3. Ok, rất là tuyệt vời. Thì đi làm lương không cao, không có tiền. Đúng rồi, ok, bạn thuộc nhóm số 2. Tức là nhóm số 2 là vừa có tiền mà rất là bận, ok chưa? Có tiền là cụ thể như thế nào? Bạn có nhà, có cửa, có lo cho con đầy đủ chưa? Bạn nhóm số 3, vâng, các bạn nhóm số 3 là bạn là thuộc nhóm rất là tiềm năng. À, bây giờ bạn tự do tài chánh chưa bạn Vũ Tùng ơi? Ok chưa? Nếu bạn tự do tài chánh rồi thì bạn mới thuộc là cái nhóm số 1, ok chưa? À, chia sẻ rồi, ok chưa? Hãy bấm và chia sẻ đến cho nhiều người. À, cái cổ trên mình, hãy mời cho nhiều người, cái lớp chúng ta càng đông thì chúng ta học nó càng vui, ok chưa? Vậy thì vừa rồi các bạn thấy điều này nó thú vị mà, nó rất là thú vị nếu chúng ta biết cách. Vậy thì bí mật ở đây là chúng ta phải biết cách sử dụng thời gian. Sử dụng thời gian của người khác hả? Người làm kinh doanh là chúng ta phải biết sử dụng có thời gian của người khác, nghĩa là chúng ta phải có nhân viên, chúng ta phải dùng thời gian của mình để chúng ta gì à? Sử dụng thời gian của người khác, chúng ta phải dùng thời gian của mình để chúng ta lao ra, chúng ta làm suốt ngày chúng ta bận. À ok rồi, chúng ta có những cái level làm kinh doanh như thế nào? Level làm kinh doanh thứ nhất nghĩa là ra làm kinh doanh một thời gian thất bại và không dám làm nữa, cái đối tượng level đó kinh doanh cực kỳ yếu. À ok chưa? À cái đối tượng đó cực kỳ yếu, à yếu ghê lắm. Nếu mà bạn không biết bạn thuộc nhóm nào thì rõ ràng là bạn chưa suy nghĩ sâu, đơn giản nó như vậy thôi, chứ bạn biết chính xác là bạn thuộc cái nhóm nào. Em nhóm 3 tính năng tìm năng chỗ nào thầy? Nhóm 3 là cái nhóm mà họ có rất là nhiều thời gian nhưng mà họ chưa có tiền, nghĩa là họ chưa có kiến thức, họ chưa có kỹ năng, họ chưa có kinh nghiệm, họ chưa biết cách kiếm tiền. Nếu họ biết cách học cái điều này thì họ sẽ có rất là nhiều tiền. Đó là lý do mà mình nói cái nhóm đó là cái nhóm tiềm năng. Bạn có hình dung ra điều này chưa? À, vậy thì bây giờ tiếp tục lại mình nói tiếp. Cái nhóm có những người họ ra họ tự làm kinh doanh rồi họ một thời gian họ thất bại. Cái nhóm đó là cái nhóm tệ nhất. Cái nhóm đó là nhóm tệ chịu không nổi thì đi làm công đi làm kinh doanh để thất bại rồi sợ rồi không dám làm nữa, mất một đống tiền. Cái nhóm đó là cái nhóm tệ chịu không nổi. Cái nhóm đó tệ lắm. À, sao thầy có thể luôn tràn đầy năng lượng vào thầy? Ok, rất là tuyệt vời, có cách hết đó cái bạn Thanh Thủy ơi. À, bạn Thanh Thủy ơi, chúng ta lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. À, chúng ta biết cách là chúng ta luôn tràn đầy năng lượng, bạn Thanh Thủy ơi, ok chưa? À, và nói như thế nào à? Các bạn phải hiểu ra một vấn đề, nó là ở chỗ này nè. Chúng ta phải hiểu ra một vấn đề, nó là ở chỗ này nè. Tức là những cái người mà họ ra họ đã làm kinh doanh rồi mà họ thất bại, họ mất đến tiền là những cái rồi họ không dám làm lại, là cái đối tượng đó là cái đối tượng rất là dở hơi, thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng mà không biết, rồi cứ để cái đó nó vướng hoài. Nếu các bạn ra mà các bạn không biết lái xe thì các bạn lái xe cũng đâu có được. Nếu bạn ra
thầy nói chuyện một lần thôi là ai cũng sẽ nhớ nhớ. Ok, tại vì mình là người nói Cà Lâm, bạn Ngọc Mai biết không, mình là nói Cà Lâm nên là mà ai mà nghe mình thì tự nhiên Cà Lâm theo mình luôn. Ok chưa? Và cái nhóm thứ hai cái nhóm thứ nhất đó, tức là nó như thế nào ạ? Họ không có kinh doanh được, họ ra kinh doanh một thời gian, họ mất tiền, họ mất bạc, rồi họ đổ lỗi cho thị trường, họ đổ lỗi cho khó khăn, nhưng mà họ không biết rằng cái yếu nhất là do cái con người của họ, cái con người, cái phía bên trong con người của họ nó yếu quá. Các bạn chưa, nó yếu quá nên là họ biết họ có họ đổ thừa luôn thôi, mà họ chỉ cần đi khắc phục cái đó thôi là họ ok rồi. Cái nhóm thứ hai nữa là cái nhóm gì, đã biết ra làm kinh doanh, làm kinh doanh được, đó là cái nhóm mà mở ra được cái tiệm bánh mì, mở ra được cái công ty, mở ra được cái quán phở, nhân viên thì có được vài người, suốt ngày thì cày lưng ra làm. Ok giờ cái đối tượng đó rất là tuyệt vời, họ biết cách kinh doanh, họ biết cách làm, họ biết cách bạn Thảo Nguyên nói là mẹ em xem thầy nói và mẹ khen thầy nhiều lắm. Cảm ơn bạn Thảo Nguyên, cảm ơn bác rất là nhiều. Cảm ơn bác rất là nhiều, rất vui là bác xem cái chương trình này. Cảm ơn bạn Thảo Nguyên nhé, bạn Thảo Nguyên ở Dị An. Cảm ơn bạn Thảo Nguyên rất là nhiều. Vậy thì họ đã biết cách kinh doanh rồi, mọi thứ ok rồi, tuy nhiên là họ biết cách sử dụng thời gian của mình để kiếm tiền, chứ họ chưa biết cách sử dụng đòn bẩy thời gian. Các bạn nhận ra điều này, họ không có biết cách gì sử dụng đòn bẩy cái thời gian, họ phải ở đó, họ phải canh đó, họ chỉ cần rời đi một bữa hai bữa là nhân viên nó không có làm được, và nó không làm được á thì là họ không có tiền, họ không có biết cách. Tức là họ đang tạo ra một cái doanh nghiệp và cái nghiệp đó nó nhốt họ ở trong đó, họ không có đi đâu được đó. Suốt ngày họ nói họ bận. Đó là cái nhóm đó họ tiến lên một cái level rất là tuyệt vời rồi, nhưng mà họ dở hơi một chút xíu là họ không có thời gian gì dành cho chính họ. Họ bị cái công việc đó, nó quay quần để họ, đến nỗi mà khi về già họ nói rằng là họ làm rất là nhiều nhưng mà họ lại không có cái gì hết. Các anh hiểu chưa? Nước mắm có sỉ không bạn? Ok. Và nó như thế nào à? Và như thế nào à? Cái nhóm tiếp theo nữa, họ ra họ làm kinh doanh và họ đúc kết được, họ hệ thống hóa được cái doanh nghiệp, họ hệ thống hóa được cái quy trình, họ hệ thống hóa được công việc, và họ như thế nào à? Họ muốn nhân viên vô làm, không những nhân viên làm những việc phụ, họ muốn được nhân viên vào làm cái việc chính, và quan trọng nhất là họ biết cách gì à? Họ biết cách gì các bạn ơi? Trao cái công việc quan trọng nhất của mình cho người khác làm mà họ thoát ra luôn, và hầu như cái công ty đó nó không lệ thuộc vào họ. Các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Nó rất là tuyệt vời. Vậy thì chúng ta đã làm kinh doanh thì chúng ta phải tiến tới cái level số 3 này. Đã lỡ ra làm kinh doanh, cuộc đời chúng ta thì chúng ta chỉ có hai con đường, một là đi làm công, hai là đi làm kinh doanh. Ok chưa? Nó chỉ có hai con đường được đó. Và nếu đã lỡ ra làm kinh doanh rồi thì chúng ta phải như thế nào ? Chúng ta phải học cách, hãy biết cách để làm được cái điều đó. Và các bạn an tâm đi, một số người đã làm kinh doanh, họ làm điều này rất là tốt, và những con người đó họ đang giữ cái bí quyết, họ đang giữ cái bí quyết đó. Cái đơn giản nhất ở trên đời này, khi chúng ta không biết cái gì thì chúng ta phải gì ? Phải đi tìm những con người đó để chúng ta học. Các bạn nhận ra điều này, chúng ta đừng cứ ngồi một chỗ, chúng ta lý do, chúng ta hãy tìm những con người đó để chúng ta học, bởi vì họ đang giữ cái bí quyết đó. Bạn không biết lái xe thì bạn hãy đi tìm những người lái xe giỏi để các bạn đi học, bởi vì cái người lái xe họ đang giữ bí quyết đó. Bạn không biết làm kế toán thì bạn hãy đi tìm những người kế toán giỏi để các bạn học. Bạn chưa biết ra mở nữ trang thì bạn như thế nào, bạn tìm những con người đó để bạn học. Ok chưa? Vậy thì cái level thứ ba đó là họ biết cách sử dụng đòn bẩy về thời gian. Bởi vì sao? Rất nhiều người xung quanh chúng ta họ đang có thời gian dư và họ không biết cách làm cái gì, và bạn sử dụng đòn bẩy thời gian của họ thì các bạn sẽ trở nên rất là thành công và giàu có. Vậy thì bước tiếp theo mình nói các bạn là các bạn phải học cách để sử dụng đòn bẩy thời gian, học cách để sử dụng tiền của người khác và học cách sử dụng đòn bẩy thời gian của người khác. Các bạn thấy các bạn thấy những gì vừa rồi mình chia sẻ, các bạn thấy có tuyệt vời không? Các bạn comment vào, các bạn tuyệt vời. Các bạn không có comment gì hết, các bạn phải comment vào, tìm comment nhiệt tình vào. Ok, các bạn thấy điều này rất là tuyệt vời. Và chúng ta học, chúng ta cần phải có năng lượng. Ok chưa? Chúng ta cần phải viết ra, chúng ta cần phải nốt xuống,
Và mình yêu cầu các bạn nói gì thì các bạn phải nói lên để chúng ta năng lượng lên. Và tiếp theo là bạn nào chưa chia sẻ thì bấm chia sẻ cái đoạn livestream của mình đi. Bây giờ là đang là 158 được chia sẻ rồi, thì làm sao chúng ta cố gắng chúng ta cùng nhau chia sẻ để lên gì ạ? Phải trao quyền quan trọng cho người khác và thoát ra. Em đang tìm bí quyết từ đó, từ thầy này. Ok, nó hay lắm bạn Thảo Nguyên ơi. Cái bí quyết này nó hay không thể tưởng luôn bạn Thảo Nguyên ơi. Ok chưa? Và bây giờ là thứ ba, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái đòn bẩy thứ ba. Ok chưa? Cái đòn bẩy thứ ba là cái đòn bẩy về cái gì các bạn ơi? Vậy là vừa rồi các bạn có nắm được đòn bẩy thứ hai chưa? Đã nắm được đòn bẩy thứ hai rồi. Đòn bẩy thứ ba là chúng ta phải biết cách sử dụng gì ạ? Ok chưa? Chúng ta phải biết cách sử dụng gì ạ? Ok chưa? Bây giờ tới cái thứ ba, đòn bẩy thứ ba, ok chưa? Là chúng ta phải biết cách sử dụng gì ạ? Biết đòn bẩy thứ ba các bạn, đòn bẩy thứ ba nha. Chúng ta phải biết cách sử dụng A, B, E. Chữ E này là chữ E gì ạ? Chữ E này là cái từ viết tắt của experience. Chúng ta phải biết cách sử dụng kinh nghiệm của người khác, ok chưa? Chúng ta phải biết cách sử dụng kinh nghiệm của người khác, ok chưa? À, mình chỉnh cái máy hồi nãy giờ các bạn không thấy. Các bạn phải biết cách sử dụng kinh nghiệm của người khác là O, B, E. Sử dụng kinh nghiệm của người khác. Ok chưa các bạn ơi? Chúng ta phải biết cách sử dụng kinh nghiệm của người khác. Một điều chắc chắn rằng chúng ta không có đủ kinh nghiệm hết được. Ok. Điều chắc chắn rằng chúng ta không bao giờ có đủ kinh nghiệm hết được. Các bạn nắm ra điều này chưa? Không ai mà đủ kinh nghiệm hết được. Không ai đủ kinh nghiệm hết. Không ai mà có đủ kinh nghiệm hết. Và nếu các bạn mà cứ chờ các bạn có đủ kinh nghiệm hết đi thì các bạn hết thời gian rồi. Bởi vì chúng ta đâu có thời gian để chúng ta sống nhiều đâu. Chúng ta không có thời gian để chúng ta sống nhiều. Chúng ta chỉ có gì ạ? Chúng ta chỉ có người sống đến 70 tuổi, có người sống đến 80 tuổi. Thì chúng ta có tương đương như vậy 840 tháng đến 960 tháng để chúng ta sống thôi. Ok chưa? Có bao nhiêu tháng để sống các bạn? Ok à, chúng ta chỉ có gì 70 tuổi hoặc là 80 tuổi, chúng ta tương đương như vậy 840 tháng đến 960 tháng để chúng ta sống thôi. Chúng ta sống đâu có nhiều mà cứ ngồi có kinh nghiệm rồi mở làm chờ nó hết mất thời gian đi các bạn, chờ riết nó mất hết thời gian đi, có kinh nghiệm đâu. Vậy thì chúng ta hãy tập trung vào cái kinh nghiệm giỏi nhất là cái kinh nghiệm làm chủ. Nếu chúng ta không có kế toán thì hãy đi sử dụng những người giỏi kế toán. Ok, nếu chúng ta không giỏi Facebook thì chúng ta hãy đi tìm những người giỏi Facebook để chúng ta gì à? Để chúng ta đi nhanh cái quy trình đó. Rất là nhiều người có kinh nghiệm giỏi. Các bạn nên nhớ nè, mỗi người ở trên đời này họ đều giỏi một cái gì đó. Ok chưa? Mà nhiều lúc họ cũng không biết họ giỏi cái điều đó nữa. Và bạn là có nhiệm vụ gì à? Các bạn phải có nhiệm vụ gì? Các bạn phải khai thác được họ. Ok, các bạn phải biết khai thác được họ. Ok chưa? Ví dụ như cách đây mấy ngày, ok chưa? Mình ví dụ các bạn nha. Ví dụ cách đây mấy ngày mình lên trên mạng và mình thấy cái bạn đó, bạn chia sẻ về cái chatbot. Đúng rồi bạn Ngọc Châu, chúng ta chỉ có 840 tháng đến 860 tháng thôi. 860 tháng, 960 tháng các bạn, 840 đến 960 tháng, bạn Ngọc Châu, chúng ta chỉ cái đó bằng đó thời gian để chúng ta sống thôi. Thì chúng ta như mình này, bay đứt hết một nửa thời gian này rồi, bay hết hơn 400 tháng rồi, mình có còn hơn 400 tháng nữa để mình sống thôi, thì mình cứ đi hoài thì đời nào mà nó nữa. Nên là các bạn có sẵn sàng để mình kể chỗ này mà. Cách đây mấy ngày thôi, mình liên tục mình sử dụng cái phương pháp này. Cách đây mấy ngày mình lên Facebook thôi, tình cờ mình lên Facebook thôi, mình thấy một bạn chia sẻ về chatbot. Các bạn hiểu chưa? Bạn chia sẻ về chatbot, ok chưa? Bạn chia sẻ về cái chatbot. Bạn chia sẻ về cái chatbot, ok chưa? Chatbot, ok chưa? Chatbot, ok. Chatbot là một cái công cụ, là một cái công cụ của Facebook, nó rất là tuyệt vời. Các bạn hiểu chưa? Đây là cái chatbot là công cụ của Facebook, nó rất là tuyệt vời. Ok chưa? Và mình thấy bạn chia sẻ nó khá hay và mình với bạn chưa có quen biết gì nhau hết, lập tức mình inbox cho bạn cái bục liền. Mình nói là mình rất là vui làm quen với bạn ABC, rồi cái cả ngày hôm sau thì bạn mới vào Facebook, rồi bạn mới thấy mình, rồi bạn mới nói lại, rồi cái chat qua chat lại nói chuyện, thì mình lập tức mình nói với bạn liền, mình thấy bạn chia sẻ chatbot hay quá, bạn có kinh nghiệm chatbot, bạn nói là
bạn sử dụng chatbot khoảng 5 tháng nay rồi và bạn thấy nó rất là hiệu quả, ok chưa? Bạn thấy nó rất là tuyệt vời. Mình nói là vậy thì bây giờ mình muốn gặp bạn và mình muốn bạn chia sẻ cái kinh nghiệm đó lại cho mình. Và dĩ nhiên rồi người ta phải có cái công sức thì như thế nào? Người ta phải có công sức thì mình phải trả lại tiền cho người ta chứ. Mình mới nói rằng là ok, vậy thì có thể chúng ta có thể gặp nhau uống cà phê, là bạn chia sẻ cho mình cái này và mình nói rõ luôn, mình sẽ gửi tiền công cho bạn. Bạn có thể nói rõ ràng là cái mức tiền công nó là bao nhiêu không? Ok chưa? Mình làm, mình gặp ai và mình muốn học kinh nghiệm từ người ta thì mình cũng như thế nào, mình cũng nói như vậy hết. Tiền công nó là bao nhiêu, mình sẵn sàng để đi trả tiền để mình được cái đó. Cái đó là cái từ khóa gì? Từ khóa của quy luật trao đổi. Chúng ta muốn nhận được cái khác thì chúng ta phải sẵn sàng trao đổi người khác một cái gì đó. Và thế là như thế nào? Và bạn đó rất là tuyệt vời. Bạn nói không anh ơi, em sẽ chia sẻ cho anh, em đi trước em chia sẻ cho anh, không liên quan gì tới tiền bạc hết. Và thế là bạn hẹn với mình tại cái văn phòng làm việc của bạn. Và dĩ nhiên trong tuần tới này mình mới có dịp gặp bạn. Các bạn hình dung ra điều này thôi. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Thì trong tuần tới này mình mới gặp bạn. Ok chưa? Mình mới gặp bạn để mình học được gì à? Học cái kinh nghiệm từ bạn, cái việc sử dụng cái chatbot rất là tuyệt vời này. Ok các bạn ơi, rất là tuyệt vời. Vậy thì chúng ta hãy biết sử dụng những kinh nghiệm của người khác. Và đầy chung quanh của chúng ta có đầy những người họ có những kinh nghiệm giỏi. Và khi sử dụng kinh nghiệm của người khác thì chúng ta phải biết gì ạ? Chúng ta phải biết trả tiền. Chúng ta phải hiểu cái quy luật của sự trao đổi. Chúng ta phải biết trả tiền cho người khác. Các bạn mà cứ đòi làm miễn phí hoài, đi gặp ai mà cứ đòi miễn phí thì những người kinh nghiệm đó họ không chia sẻ cho các bạn đâu. Các bạn dùng ra là cho chúng ta phải biết dùng đồng tiền, hoặc là chúng ta dùng cái kinh nghiệm. Nếu chúng ta có tiền thì chúng ta dùng đồng tiền, hoặc là chúng ta dùng kinh nghiệm. Cách đây khoảng một tháng thì mình cũng lang thang trên mạng và mình thấy các bạn kia sử dụng tool, các cái tool trong online marketing rất là tuyệt vời. Ok chưa? Các cái tool trên online nó rất là tuyệt vời. Ok chưa? Và nó như thế nào ạ? Mình thấy các tool trên online rất là tuyệt vời và mình cũng inbox cho bạn luôn. Mình cũng inbox luôn cho bạn luôn. Mình mới kêu rằng là anh làm em quen với em nhé. Ok rồi bắt đầu thì mất hết cả mấy tuần, cả mấy ngày á, rồi anh em mới tương tác được với nhau. Rồi hôm đó bạn có một cái cuộc chia sẻ rồi mình tới. Mình tới và dĩ nhiên là bạn chia sẻ miễn phí cho một group người lặng, nhưng mà mình tới mình thấy những cái kiến thức bạn chia sẻ này nó rất là tuyệt vời. Và thế là mình rút cái quyển sách mình ra, cái quyển sách Vượt Biển Lớn của mình á, mình tặng cho bạn. Và mình nói là anh rất là cảm ơn em. Hôm nay em có cái buổi chia sẻ rất là tuyệt vời. Kinh doanh trên Facebook thấy hiệu quả không? Có thầy ơi. Ok, kinh doanh trên Facebook hiệu quả lắm chứ. Còn bạn mà không hiệu quả là không phải là Facebook không hiệu quả, mà bạn không biết cách. Bạn không biết cách để làm cho nó hiệu quả. Chứ không phải là Facebook không hiệu quả, mà bạn không biết cách làm cho nó hiệu quả. Mà bạn không biết cách làm cho nó hiệu quả. Nghĩa là cái tư duy và cái suy nghĩ của bạn, kỹ năng bạn đang có vấn đề. Chứ không phải là Facebook không hiệu quả, mà bạn không biết cách làm cho nó hiệu quả. Bạn hình dung ra điều này chưa? Và nó như thế nào ạ? Và bạn với mình liên hệ với nhau và mình tặng cho bạn quyển sách. Và bây giờ bạn đó rất là quý mình. Và bạn nói là em có rất là nhiều cái tool hay, nhiều cái công cụ hay, hồi nào anh rảnh thì em sẽ chia sẻ cho. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Và những năm qua mình liên tục mình làm cái việc này. Mỗi người đều có một cái kinh nghiệm gì đó hay, và mình chia sẻ lại cho người khác. Đó là quy luật của sự trao đổi. Đó là cái cách chúng ta biết sử dụng kinh nghiệm của người khác. Chúng ta làm sao mà tự lăn ra mà đi học hết được? Đặc biệt là người làm chủ doanh nghiệp, bạn cần phải hiểu rộng chứ không phải bạn cần phải hiểu sâu. Mình sẽ chia sẻ bạn, mình ghi chữ này một chút xíu. Người làm chủ doanh nghiệp là chúng ta cần phải hiểu rộng chứ không phải là hiểu sâu. Mà hiểu rộng thì cái kiến thức nó nhiều quá, thì làm sao mà chúng ta đủ thời gian để chúng ta đi hết được? Người làm, các bạn nên nhớ nè, người làm công là chúng ta cần phải hiểu sâu. Mình ghi này cho các bạn thấy. Người làm công là chúng ta cần phải hiểu sâu, hiểu rất là sâu.
bạn làm kế toán thì bạn phải rất là hiểu về sâu về kế toán. Người chủ, các bạn dùng ra đi lại, người chủ họ tuyển bạn vào để làm kế toán thì bắt buộc bạn phải giỏi về kế toán. Bạn giỏi kế toán ai tuyển bạn? Nhưng mà người làm chủ doanh nghiệp là bạn phải hiểu rộng, ok, hiểu rộng, ok chưa, hiểu rộng. Đó. Người làm kinh, người làm công là các bạn phải hiểu sâu, ok chưa? Đó. Người làm chủ doanh nghiệp thì các bạn phải hiểu rộng. Người làm chủ nghiệp là phải hiểu rộng, còn người làm chuyên môn, người làm công thì phải hiểu sâu. Ok chưa? Người làm chuyên môn thì bạn biết mỗi kiến thức về kế toán bạn đã làm ok rồi. Nhưng người làm kinh doanh thì bạn biết mỗi kế toán không được. Bạn phải biết rất là nhiều thứ. Ok, bạn hiểu rộng, bạn hiểu rất là nhiều thứ. Cái bạn hình dung ra điều này chưa? Bạn phải hiểu rất là nhiều thứ mà cái gì cũng lan ra thì chừng nào bạn mới hiểu, bạn mới có được những cái kiến thức và kỹ năng để các bạn làm chủ doanh nghiệp thành công. Ok chưa? Người làm công là phải hiểu sâu. Và hiểu sâu quá thì đâm ra hiểu hẹp. Các bạn chưa? Hiểu sâu quá, nó sâu quá, đâm ra nó hẹp. Các bạn chưa? Còn người làm kinh doanh là phải hiểu rộng. Người làm kinh doanh mà hiểu sâu các bạn không làm kinh doanh được. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Bạn không có làm kinh doanh được. Bởi vì sao? Đứng trước với một cái doanh nghiệp của bạn là bạn cần phải gì? Cần phải hiểu về bán hàng để có nhiều khách này. Bạn cần phải hiểu về nhân viên, ok, bạn cần phải hiểu về marketing. Dĩ nhiên mình mà nói hiểu chứ không phải nhất thiết phải giỏi, mà nói là hiểu với giỏi là việc khác nhau. Càng bạn cần phải hiểu về tài chính, càng bằng phải hiểu về nhân sự, bạn cần phải hiểu về cơ quan chính quyền, bạn phải hiểu về luật, bạn phải hiểu về thuế, bạn hiểu rất là nhiều thứ thì bạn mới làm kinh doanh được. Các bạn vô đây nè chưa? Còn cái người làm công thì chúng ta chỉ cần hiểu gì? Chúng ta hiểu sâu về kế toán thôi. Chúng ta là người làm kế toán, chúng ta hiểu sâu về toán những gì xoay quanh về kế toán thôi, vậy là đủ rồi. Nhưng mà ra làm chủ thì các bạn cần phải hiểu rõ. Các bạn hiểu hẹp thì làm sao mà các bạn làm kinh doanh được? Các bạn chưa? Chúng ta ok chưa? Hiểu rộng để hiểu ra được vấn đề, để xử lý ra được cái vấn đề đó. Nên là chúng ta cần phải gì? Sử dụng kinh nghiệm của người khác. Ok chưa? Và bạn nào mới vô thì các bạn giúp mình, các bạn bấm lên nút chia sẻ và các bạn chia sẻ lại cho người khác đấy, các bạn chia sẻ lại cho người khác để cho người khác biết. Cho bạn Vũ Bảo rất là tuyệt vời, cho bạn Sơn Dương làm chủ doanh nghiệp, tổng hợp các cái kiến thức, ok, rất là tuyệt vời. Bạn giúp mình chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người, các bạn giúp mình đi chia sẻ đi. Ok chưa? Để cho nhiều người vào học lớp online, chúng ta học nó đông, nó vui. Và các bạn thấy hồi nãy giờ những gì mình chia sẻ, các bạn thấy có tuyệt vời không? Thì các bạn nói là những gì chia sẻ, những cái kiến thức này nó rất là tuyệt vời. Các bạn không thích thì các bạn nói kiến thức này các bạn không có thích, ok. Các bạn nào nói nếu mà các bạn thấy kiến thức này tệ thì các bạn thấy kiến thức này nó tệ quá, ok chưa? Và các bạn thấy điều này tuyệt vời, dù sao thì các bạn thấy cái điều này nó cũng hay hết. Mình luôn đón nhận các bạn rất là tuyệt vời. Giờ này là gần 11 giờ rồi mà các bạn ngồi các bạn học đây là các bạn rất là tuyệt vời, ok chưa? Các bạn rất là tuyệt vời. Và mỗi ngày mình đều chia sẻ những cái bài viết về kinh doanh ở trên Facebook của mình, và các bạn hãy nên lên Facebook của mình đọc. Sáng hôm nay mình chia sẻ một bài rất là hay, ok chưa? Sáng nay mình chia sẻ một bài rất là hay, và các bạn nên lên cái Facebook này các bạn đọc, ok. Ngoài cái việc live stream này thì các bạn hãy theo dõi trên Facebook của mình, hầu như ngày nào mình cũng chia sẻ hết, ok chưa? Học tới 12 giờ luôn cũng được tại, ok, rất là tuyệt vời, em rất là năng lượng, ok chưa? Vậy thì thứ hai tuần sau mình sẽ chia sẻ cho bạn chín cách huy động vốn. Và thứ hai tuần sau các bạn vào xem nhé, mình sẽ chia sẻ bằng chín cách huy động vốn, nó rất là tuyệt vời. Hãy tập trung và mời người thân của mình, những người làm kinh doanh vào xem. Và bây giờ mình chia sẻ, vậy là vừa rồi mình chia sẻ tới cái đòn bẩy thứ mấy rồi các bạn ơi? Rồi mình chia sẻ tới cái đòn bẩy thứ mấy rồi à? Mình chia sẻ cái đòn bẩy thứ mấy rồi các bạn? Chia sẻ đòn bẩy thứ mấy rồi à? Ok chưa? Đòn bẩy thứ ba rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta bắt đầu vào đòn bẩy thứ tư. Nghĩa là chúng ta phải biết cách gì à? Các bạn ơi, đòn bẩy thứ tư là gì? Chúng ta phải biết cách sử dụng idea của người khác, ok chưa? Mình ghi để cho các bạn nắm rõ hơn. Chúng ta cần phải biết cách sử dụng ý tưởng của người khác, idea của người khác, ok à? Nó viết tắt của từ là
Order, billboard, idea. Ok, chúng ta cần phải biết cách sử dụng ý tưởng của người khác, idea của người khác. Đó là cái thứ 4. Chúng ta cần phải biết sử dụng ý tưởng và idea của người khác. Nhiều bạn cứ suốt ngày ngồi dưới nói với mình rằng là em không biết kinh doanh cái gì. Ok chưa? Em không biết kinh doanh cái gì. Ok chưa? Em suy nghĩ chưa ra. Ok, và bạn chưa suy nghĩ ra thì bạn hãy dùng internet để bạn tìm. Bạn chưa suy nghĩ ra thì bạn hãy tìm những người xung quanh của mình để các bạn hỏi, các bạn tham khảo, tìm những người kinh nghiệm. Cứ ngồi ở mình suy nghĩ, bạn suy nghĩ 3 tháng cũng chưa ra nữa. Vừa rồi mình uống nước cái đã các bạn. Ok chưa? Bạn suy nghĩ 3 tháng cũng chưa ra nữa. Nó lâu lắm. Nghĩa là chúng ta hãy đi một vòng. Nhìn, tìm cách, nhìn người này, nhìn người kia, nhìn người nọ. Để sao để họ. Anh chị muốn tham khảo chat bắt auto trả lời khách hàng trên Facebook thì tham khảo chat. Ok, bạn Trần Thanh Phong rất là tuyệt vời. Ok chưa? Ok chưa? Vậy thì các bạn như thế nào ? Các bạn các bạn phải biết gặp rất là nhiều người, và rất là nhiều người họ có idea rất là tuyệt vời, họ có idea rất là thông minh, và họ như thế nào ? Nên là trong các cái lớp marketing đó, đặc biệt là marketing doanh nhân nhỏ, mình luôn yêu cầu các bạn như thế nào ? Mình luôn yêu cầu các bạn trong lớp là hãy hàng tuần hãy đi ăn các cái thương hiệu nổi tiếng như McDonald's, như KFC, như Lotte, những cái thương hiệu quốc tế hết. Các bạn nhớ, toàn bộ là những cái thương hiệu quốc tế hết. Làm giàu không khó, nhưng làm hoài không có. Ok, các bạn Thủy Nguyễn, bạn nói những cái câu gì không hiểu ý của bạn luôn. Mình luôn yêu cầu các bạn đi những cái quán ăn quốc tế đó để làm gì? Để học được cái idea mà họ chạy cái chương trình marketing, cái chiến dịch marketing của họ nó rất là tuyệt vời. Ok chưa? Đó. Các bạn chưa giờ tức là nó như thế nào ? Nó như thế nào ? Nó như thế nào ? Trong tất cả, bây giờ mình ví dụ nè, bữa hôm rồi có một bạn đi vào cái barbecue của Nhật á, nướng của Nhật, và vào đó cái họ hỏi là có ai sinh nhật không, trong group có ai sinh nhật không, thì trong group đó không có ai sinh nhật vào ngày đó, cái là họ lại hỏi tiếp, cái đó là cái bài của họ, họ lại hỏi tiếp. Vậy thì trong group này nè, có ai là trong tuần này là sinh nhật không? Tự nhiên có một bạn. Ok chứ, vậy thì họ nói rất là tuyệt vời. Vậy thì nếu mà vậy thì họ tặng cho 4 người ngồi một cái bàn, và 4 người trong một cái bàn đó là được uống rượu phi, uống bia phi thôi. Họ tặng uống bia phi thôi, mỗi cái uống bia phi thôi, mà chỉ có 4 người thôi, mà trong khi nhóm đi 11 người. Thì có cái bàn kia 8 người thì không được, chỉ có cái bàn này 4 người là được thôi. Các bạn thấy họ tặng thú vị mà. Vậy thì cái bàn kia là 8 người rồi thì ngồi y 8 người rồi. Mọi người xuống bây giờ 3 người mà thiếu, mà phải đủ 4 người mới được tặng, 3 người không được tặng các bạn ơi. Cái ý của nó hay vậy đó. Một là mình cắt bên này qua, còn bên này còn có 7 người thôi. Còn không là mình kêu một người vào. Thì các bạn đó ở cái nhà hàng đó, nó ở gần nhà mình. Và tới là các bạn nó gọi cho mình lúc 8 giờ tối thì bắt đầu mình mới chạy ra. Và khi mình chạy ra thì những người đó họ càng ra, mà họ cái chỗ này nó rất là kỳ quái, nó vô cùng kỳ quái. Ok, nhưng mà khi mà mình chạy ra thì mình mới ngỡ ra, và mình mới phân tích cái bài học cho mọi người nghe, và mọi người nói hóa ra cái chiến lược này nó hay. Vậy bây giờ các bạn có sẵn sàng để mình phân tích cái chỗ này không? Các bạn có sẵn sàng để mình phân tích chỗ này không? Họ hay vô cùng. Họ làm như vậy để gì ? Dù các bạn bực mình, nhưng mà các bạn đã alo cho mình mà rồi, nghĩa là các bạn vô hình trung họ thông qua mình kéo gì, kéo một người tới. Làm giàu không khó, nhưng cái khó là tìm ra cách để làm giàu. Rảnh đâu mà phát biểu những cái câu đó. Ok chưa? Chúng ta hãy gì, hãy ra làm kinh doanh đi, chia sẻ kinh nghiệm hàng Tết sao thầy. Ok, bạn nào muốn chia sẻ hàng Tết thì lên YouTube tìm mấy cái đoạn video của mình đã chia sẻ rồi. Hôm nay mấy cái đoạn video đó đã đi qua hết rồi. Chúng ta đang nói về 7 lực đòn 7 trong kinh doanh. Vậy thì nó tuyệt vời, nó là như vậy nè. Họ đã thông qua các bạn đó, họ gọi mình tới. Vậy là mình là ai? Mình là một người khách lạ mà tự nhiên kéo tới.
Tức là họ bỏ cái chi phí đó, họ mua gì? Họ mua tức là họ mua một cái khách hàng. Vì mới chai bia đó họ mua một khách hàng là mình. Và các bạn thấy không, nhờ mình tới và mình biết cái chiến dịch đó và mình phân tích hay, thì hôm nay mình ở đây mình chia sẻ cho các bạn này, nghĩa là mình đã lan tỏa lên cho các bạn rồi. Rồi không những thế, mình lan tỏa cho nhiều bạn nữa. Các bạn chưa, mình lan tỏa đến cho nhiều người nữa. À, và mình kể rất là nhiều người. À, và sau này mình vào đó là mình biết, à nếu mà sinh nhật thì vào đó, hoặc là cái tuần đó có sinh nhật thì mình vào đó, nó tặng cho mình uống bia phi. Các bạn thấy cái idea nó hay mà, cái idea nó hay lắm. Đây, những chung quanh chúng ta họ có những cái idea vô cùng hay. Bạn hình dung chưa? Vậy thì chúng ta phải biết cách học từ cái idea của người khác. Chứ chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta cứ ngồi suy nghĩ sao cho ra. Chung quanh chúng ta hay lắm, vô cùng hay. Ok chưa? À, và chúng ta đi học, ví dụ như là mình đi qua bên Singapore. Ok, các bạn sẵn sàng để mình chia sẻ chưa? Mình qua bên Singapore thì mình thấy cái bạn kia, bạn ở bên đó họ bán cua. Và cái cua của bạn à, ok, cái cua của họ ngon lắm. À, và cái quán của họ là những người nổi tiếng vô là họ chụp, họ dán lên hết. Và họ có cái camera để cho người ngồi ăn nhìn thấy hết. Khi thấy người ta vô lựa cua, rồi thấy đi nấu cua, rồi thấy bưng cái con cua lên, okay. Và cái người họ ở như thế nào ạ? À? Và khi mà mình ngồi đó thì mình thấy họ làm từ A tới Z. Và mình nói, cái điều này nó vô cùng tuyệt vời. Cái điều này nó làm cho khách hàng tăng lên niềm tin rất là cao, các bạn chưa? Tăng lên niềm tin rất là cao. Và thế là khi mình về, mình kể cái câu chuyện này với một bạn đang kinh doanh đồ gỗ. Và cái bạn kinh doanh đồ gỗ đó là bạn có một cái nhà máy sửa gỗ ở dưới bờ dưới, nhưng mà hồi giờ bạn lại không làm cái việc này. Và khi mà mình nghe cái điều này, cái bạn lập tức bạn về, bạn lắp cái tivi ở trước cái cửa hàng của bạn. Các bạn giúp cho bạn, bạn lắp cái tivi trước cái cửa hàng của bạn, và bạn thông với camera ở dưới nhà máy. Và khi khách hàng vào thì bạn cho người ta xem dưới nhà máy đang hoạt động rất là nhộn nhịp này, và thế là khách hàng rất là tin tưởng. À, các bạn chú ra, khách hàng vô cùng tin tưởng. Khách hàng thấy là cái cửa hàng này họ bán, và họ có sẵn một cái nhà máy rất là lớn ở dưới Bình Dương, và họ sản xuất. Thế là cái bạn đó rất là dễ bán hàng hơn những cái cửa hàng khác, là họ không có được cái việc đó. Các bạn chú ra điều này chưa? Nên là các bạn thấy cái idea nhiều à? Rất là nhiều, chúng anh là nhiều idea đó. Vô cùng nhiều idea. Bạn nhớ vậy, idea vô cùng nhiều. Có đầy những người họ có những cái điều này, nó rất là tuyệt vời. Và bạn nào học được cái bài học gì tuyệt vời thì các bạn comment xuống, các bạn thấy điều này rất là tuyệt vời. Và bạn chia sẻ cái Facebook mình, càng về tối, càng về khuya, càng về gần 11 giờ rồi, nó là mọi người đi ngủ rồi, nên là nó ít xuống, thì các bạn chia sẻ xuống, các bạn chia sẻ cái đoạn livestream mình qua, bấm vào nút chia sẻ, và các bạn chia sẻ về trang nhà bạn để đông người vào xem, để chúng ta vui hơn. Chúng ta nhộn nhịp nhiều hơn, càng nhiều người học online thì chúng ta càng vui. Comment xuống bài học này rất là tuyệt vời, hoặc là bạn comment xuống bạn học được cái bài học gì qua cái ví dụ mình vừa rồi, thì các bạn ghi vào, và tự nhiên cái chương trình học của chúng ta nó hay đó. Các bạn nhiều giờ rồi, vậy thì bây giờ mình chia sẻ bạn cái đoạn 7 thứ 5. Ok chưa? Hồi nãy là thứ 4 rồi, bây giờ là thứ 5. Thứ 5 là gì? Chúng ta hãy biết cách sử dụng gì à? Ok chưa? Sử dụng gì các bạn ơi? Chúng ta phải biết cách sử dụng gì à? Thứ 5, mình sẽ ghi cái thứ 5. Ok chưa? Chúng ta hãy biết cách sử dụng gì à? O, B, B. Ok chưa? Chúng ta hãy biết cách sử dụng gì à? Ok, O, B, B là cái gì các bạn ơi? O, B, B nó là cái gì à? O, B, B nó là cái gì? Ok, O, B, B nó là cái gì các bạn? OBB nghĩa là Order Billable Product. Ok, hãy biết cách sử dụng gì à? Hãy biết cách sử dụng gì các bạn ơi? Sử dụng sản phẩm của người khác. Ok chưa? À, bạn Huỳnh Thái vào trễ thì bạn chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho, chia sẻ lên trang nhà bạn đi à, để cho nhiều người, và bạn lưu lại luôn à. Ok chưa? Bạn lưu lại để bạn xem luôn à. Ok chưa? Chúng ta hãy biết cách sử dụng sản phẩm của người khác. Ok chưa? Bạn biết sản phẩm của người khác. Nếu mà bạn tìm, ok, có những bạn, bạn đâu có sản phẩm đâu, bạn không có thể sản xuất ra sản phẩm được nữa, mà bạn cứ lò mò rồi ngồi sản xuất ra sản phẩm rồi chừng nào nó mới xong. Vậy thì chúng ta hãy gì ạ? À,
Ok bạn Thái Huân ơi, học ở xa rất là tuyệt vời, đúng rồi. Thì chúng ta phải biết cách sử dụng sản phẩm của người khác, cứ làm mọi sản phẩm mình người chừng nào cho nó xong. Chúng ta hãy rất là nhạy bén, nhanh chóng làm cái việc này. Không biết thì cứ làm mò chừng nào nó mới xong. Ví dụ như các bạn muốn kinh doanh mặt ong, thì các bạn thấy đang online trên này là có cái mặt ong rừng U Minh này. Thì các bạn liên hệ với ổng và lấy mặt ong về bán cho nó nhanh. Cái chuyện nó rất là đơn giản vậy, làm mò hoài sao cho nó xong. Hoặc là ở này là đang có bạn Nguyễn Mạnh Thiện nè, đang kinh doanh màn cửa này. Các bạn muốn gì thì các bạn như thế nào liên hệ với Thiện và lấy màn cửa về làm đi cho nó lẻ. Anh cứ là ngồi làm mò hoài, làm cái này làm kia, suy nghĩ hoài. Có những bạn suốt ngày đi tìm sản phẩm, tìm hoài tìm nó không ra thì làm sao. Cứ làm mò hoài à. Ok chứ. Hoặc là ở này nè, có bạn đang bán nước mắm nè, thì lấy nước mắm của bạn đó về bán. Chúng ta phải biết cách sử dụng sản phẩm của người khác để chúng ta làm kinh doanh. Các bạn hiểu chưa? Chúng ta hãy biết cách kết nối cái sản phẩm của người khác. Tao nhất thiết là phải sản phẩm của mình. Biết cách. Nó luôn là điều tuyệt vời. Thiếu kiến thức, thiếu tư duy là nguyên tắc mà chúng ta không làm được. Hoặc là vừa rồi có những bạn họ đi bán hoa Tết nè. Có một group đang bán hoa Tết nè. Hoa giấy. Các bạn có làm được đâu. Và các bạn đặt 5.000 chậu hoa giấy, mình nói là yêu cầu phải là lên 10.000 chậu. Ok, và không biết các bạn đang lên tiêu chuẩn nó như thế nào. Và thế là bạn đi bán, và hiện tại các bạn đang bán rồi, và sản phẩm ra nhiều rồi. Chúng ta cứ làm mò rồi tự làm sản phẩm, làm như quan trọng lắm. Tiền bạc không có, tài chính không có, công sức không có, hãy đi lấy sản phẩm của người khác và bán đi. Hãy nhanh là gọn lại được chừng nào chúng ta đủ nguồn lực chúng ta tính tiếp. Các bạn nhìn giờ chúng ta phải biết cách. Như hồi kỳ mình mới ra làm cái lĩnh vực đào tạo này, mình nói với bạn mình mới ra làm lĩnh vực đào tạo này lúc đầu này, mình đâu có phòng học, mà mới ra thì mình đi làm phòng học chỉ cho nó mệt. Các bạn chưa, mới ra mình làm phòng học chỉ cho nó mệt, bỏ một đống tiền. Mà hồi đó mình cũng có tiền nhưng mà mình không có bỏ, mình rất là đơn giản. Mình mướn 3 giờ, tối hôm đó có buổi 3 giờ thì mình mướn 3 giờ ở một cái trung tâm đào tạo đó, và mình marketing cho mọi người tới đó, xong 3 giờ mình trả tiền đúng 3 giờ đỏ thôi về cái hội trường đó. Sau đó mình có lớp 2 ngày thì mình mướn họ 2 ngày mình trả tiền thôi. Và mình cứ mình trả vậy cho tới một khi đội ngũ nhân sự mình nó làm tốt, mọi thứ nó làm tốt hết, mọi thứ bộ máy nó ngọt hết. Hồi đó là mình có nhân sự, mình mướn một cái phòng rất là nhỏ mà làm cái văn phòng của mình. Các bạn nhận ra chưa? Ok chưa? Mình làm cái văn phòng của mình thôi. Và cái phòng học là mình không có đầu tư vào nó. Và cứ tới giờ là mình đi mướn đúng cái phòng học đó mình đào tạo. Tới giờ mướn đúng cái phòng học đó mình đào tạo. Cho tới khi mà các bạn biết không? Cái quy trình làm việc của mình nó như thế nào? Và nó dài ra. Nó cái quy trình làm việc của mình nó kín hết. Lớp học nó kín hết. Và mình nhớ là cái tháng hôm đó, có cái tháng đó mình trả cái tiền thuê phòng không 39 triệu. Bắt đầu mình mới tính ra vậy thì nếu mà bây giờ mình mướn đứt luôn á thì mình có lợi thôi. Ok chưa? Và thế là nó như thế nào, thế là mình như thế nào, mình quyết định gì ạ? Mình mướn đứt luôn cho tới về sau này, nghĩa là mình đã biết cách sử dụng gì, sử dụng cái phòng có sẵn của người khác. Và khi chúng ta ra khởi nghiệp chúng ta phải biết cái cách này. Chúng ta phải nhanh chóng sử dụng của người khác. Còn không, nó như thế nào Chúng ta cứ lo hay hoài, rồi chúng ta hết ấy thì sao? Hết năng lượng, hết vốn, lo hay hoài. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Rồi, các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ đến cái thứ 6 chưa? Cái thứ 6 mình bị tiếp. Cái thứ 6. Chúng ta hãy biết cách gì sử dụng để mình chia sẻ đến cái thứ 6 chưa? Cái thứ 6 mình bị tiếp. Cái thứ 6. Chúng ta hãy biết cách gì sử dụng. Đúp leo. Đúp leo nó là cái gì các bạn ơi? Đúp leo nó là cái gì? Order, billboard. Cái gì Cái đúp leo nó là cái gì Không phải mắc tiếng mà tối rồi nó nhỏ các bạn bảo ơi. Mất tiếng rồi, ok chưa?
People là gì ạ? Ok, chúng ta phải biết cách sử dụng công việc của người khác. Work là cái từ việc đó các bạn. Work. Chúng ta phải biết cách sử dụng công việc của người khác. À, chúng ta phải biết cách sử dụng những công việc của người khác. Ok chưa? À, người khác họ đang làm kế toán thì chúng ta hãy nhờ họ làm kế toán cho mình. À, hãy biết cách sử dụng, hoặc là máy móc nguồn lực của người ta đang có, chúng ta phải biết cách sử dụng. À, nó có rất là nhiều cách. À, âm thanh đang rất là tốt mà. Mình đang nói âm thanh đang rất là tốt mà. Ok, các bạn có nghe rõ không? À, mắc âm thanh rồi hả? Nhật ơi, âm thanh rất là tốt mà. Ok chưa? À, sử dụng. Ok, chúng ta phải biết sử dụng công việc của người khác. Và cái số 7. Ok chưa? Số 7, các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ cái số 7 rồi. Ok. Cái số 7 là chúng ta phải biết cách gì ạ? Chúng ta phải biết cách gì ạ? Sử dụng gì ạ? Các bạn ơi, chúng ta phải biết cách sử dụng gì ạ? Chúng ta phải biết cách sử dụng gì ạ? Ok chưa? Nó chạy đi đâu rồi? Để mình xem thử nó đang chạy đi đâu rồi. Mình không biết cái máy mình đang bấm lộn nó chạy gì đi đâu rồi. Ok chưa? Mình chưa biết cách nó chạy đâu rồi các bạn ơi. Ok chưa? À, chúng ta phải biết cách sử dụng gì ạ? Sử dụng gì các bạn ơi? À, chúng ta phải biết cách sử dụng. Ok chưa? À, sử dụng nguồn lực của người khác. Ok, chúng ta phải biết cách sử dụng nguồn lực của người khác. Ok chưa? À, chúng ta phải biết cách để có được cái nguồn lực của người khác chứ. À, ok chưa bạn ơi? À, mình đang nói âm thanh nhỏ lại thôi chứ mình rất là năng lượng. Ok chưa? À, mình rất là năng lượng. À, âm thanh nhỏ lại để cho mọi người nó không ồn đến những người, cho mọi người ngủ thôi. Ok chưa? À, vậy thì chúng ta phải biết cách gì à? Chúng ta phải biết cách sử dụng nguồn lực của người khác. À, nghĩa là có rất là nhiều người họ có nguồn lực. Bây giờ mình ví dụ như là bạn ra, bạn muốn một cái văn phòng mà bạn mới khởi nghiệp, nhân viên bạn có 2-3 người, thì bạn mướn một cái văn phòng lớn làm gì? Thì bạn hỏi ai đó họ đang có gì, cái văn phòng bự mà họ còn đang trống, thì bạn vô bạn cùng mấy cái ghế ở trong đó và bạn ở chung cái văn phòng của người ta. À, thì để thấy cái văn phòng nó lớn luôn. Các bạn nhận ra điều này chưa? Cái đó là cái cách sử dụng nguồn lực của người khác. Nó có rất nhiều cách để chúng ta sử dụng nguồn lực của người khác. Nó rất là thông minh. À, và mình vừa kể các bạn cái câu chuyện này nè, để các bạn có sẵn sàng để nghe mình chia sẻ chưa? À, mình ví dụ nè, hồi kia mà cái lúc mà mình làm cho công ty nước ngoài á, mình làm mới gần được 1 năm rồi bắt đầu mình nghỉ. Rồi xong cái bàn ra mình kinh doanh nước mắm á, thì cái ông khách người nước ngoài đó ổng rất là thân với mình. À, và cứ mỗi lần qua Việt Nam là cái ông khách người nước ngoài mà hồi kia ổng là cái khách hàng của cái công ty cũ nước ngoài mình làm á, ổng rất là thân với mình. À, và cứ mỗi lần ổng qua là ổng như thế nào ạ? Ổng đi chơi với mình, và mình cũng chỉ cho ổng cái việc A, mình chỉ cho ổng việc kia, mình chỉ cho ổng rất là nhiều thứ. Và cái điều tuyệt vời nhất á là sau đó ổng nhờ mình. À, ổng nhờ mình đi mướn cho ổng một cái văn phòng để ổng làm cái văn phòng đại diện. Hồi đó ổng muốn mình làm cái văn phòng đại diện cho ổng, nhưng mà mình như thế nào ạ? Mình không có làm, tại hồi đó mình quyết định ra cái nghiệm cái nước mắm rồi mà. Vậy thì nó như thế nào, mình mới đi mướn cái văn phòng đại diện cho ổng. Ok chưa? Trước khi mình kể cái câu chuyện này thì các bạn hãy bấm vào nút chia sẻ, và các bạn chia sẻ về trang nhà các bạn đi. Bạn nào vào sau thì các bạn bấm nút chia sẻ đi, để các bạn chia sẻ. Bây giờ là 191 lượt chia sẻ rồi, làm sao chúng ta lên 200 lượt chia sẻ. Mỗi người chúng ta chia sẻ một cái thôi. Nghe giọng Mr. G là vui. Ok. Rick Đắc Lâm, ok chưa? Cảm ơn bạn rất là nhiều. Ok, đâu có gì đâu mà vui đâu các bạn ơi. Mình chia sẻ thôi. Ok chưa? Mình là người nói có sao nói vậy thôi. Ok chưa? Vậy thì nó như thế nào ạ? Ok, vậy thì nó như thế nào ạ? Vậy thì khi mà mình và khi ổng qua Việt Nam, ổng nhờ mình mướn cái văn phòng. Rồi mình mướn cái văn phòng rồi, cái tớ bàn ghế các bạn, ổng mới kêu là đi mướn luôn. Ồ, quá ngạc nhiên. Bàn ghế thì mua chứ sao mướn. Ổng mới nói là an tâm đi, mày cứ làm như tao đi. Ok, vậy thì mình mới như thế nào ạ? Mình mới đi mướn bàn ghế trong bàn ghế văn phòng á, mà ổng đòi mướn các bạn, ổng không có chịu mua. À, ngộ
lúc đó mình chưa ngộ đâu, mình kêu tao đi, mày cứ làm cho tao, mày cứ đi hỏi, mày mướn hết cho tao. À mày mướn rồi, ok, mình mướn. Sau khi mướn bàn ghế xong, cái các bạn ổng kêu mướn nha, ổng kêu mày lúc đó là nhân sự dự kiến là khoảng 5 người, ổng nói là mày đi mướn cho tao luôn, mướn máy tính cho tao luôn, coi như là ổng mướn máy tính xịn hết, ok chưa, mướn máy tính luôn. Wow, kỳ. Lúc đó mình chưa giải thích được, mình nói sao ông mua đất luôn mà ông lại mướn. À, ổng kêu mày cứ mà nghe là tao, mày mướn đi. Ok chưa? Rồi mình mướn hết cho ổng về máy tính, rồi xong cái tới máy in ổng cũng mướn, máy photo cái bì mướn, tóm lại cái văn phòng của ổng làm 100% cái gì cũng mướn, không có gì ổng mua hết. À, và như thế nào, và một thời gian sau dạ chào chú Tuấn ạ. Ok, chú Tuấn rất là tuyệt vời. Chú Tuấn giờ này chưa ngủ, chú Tuấn lên xem live stream, chú Tuấn rất là tuyệt vời. Và một thời gian sau thì mình mới ngộ ra, mình kêu trời ơi, họ khôn ngoan không thể tưởng được các bạn ơi. À, một thời gian sau khi mà dùng một năm á các bạn, đặc biệt là cái máy tính á, dùng một năm á, ổng mới kêu cái chỗ mà cho thuê lại á, là ổng nói như thế nào ạ? À? Ổng nói như thế nào ạ? À? Ok chưa? Ổng nói là ổng kêu là ổng không muốn dùng cái máy cũ nữa, ổng muốn máy mới. À, là thế là bên kia phải mang máy này về và đưa máy mới tới. Các bạn hình dung ra điều này chưa ạ? Đưa máy mới tới rồi, và thế là người ta mướn các bạn. Người ta không có bỏ tiền ra mua 100%, các bạn dùng chưa? Người ta đặt cọc một số tiền đó cũng của người ta mà. Người ta không có bỏ tiền ra mua 100% mà người ta vẫn có máy dùng. Còn nếu mà các bạn thấy cả một cái văn phòng mà chúng ta bỏ ra 100% thì các bạn thấy tiền nhiều ạ? Vô cùng nhiều. Nhiều lắm. Người ta mướn nên là người ta đều có máy dùng hết. Cái thứ hai là đồ người ta luôn luôn mới. Vừa ok là người ta kêu đổi, người ta muốn dùng máy mới. Bạn dùng đây đưa lại chưa? Và nó tuyệt vời không thể tưởng được. Và lúc này bắt đầu mình ngộ ra, à, cái người này họ biết cách sử dụng nguồn lực của người khác. Bạn thấy tuyệt vời mà. Nhưng hồi đó ổng cũng biết cách sử dụng cái nguồn lực của mình. Ổng rất là khôn ngoan. Qua là ổng nhờ mình việc A, nhờ mình việc B, nhờ mình việc C. Vâng. Và chừng cuối cùng mình mới nghiệm lại, người làm kinh doanh là những người vô cùng tuyệt vời, bởi vì họ biết cách sử dụng những nguồn lực xung quanh họ. Bạn hình dung chưa? Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ đến các bạn những cái gì à? Nguồn lực thứ nhất là gì? Phải sử dụng tiền của người khác. Nguồn lực thứ hai là chúng ta phải biết cách sử dụng gì ạ? Sử dụng thời gian của người khác. Thứ ba là chúng ta phải biết cách sử dụng gì ạ? Ý tưởng của người khác. Thứ tư là chúng ta phải biết cách sử dụng gì ạ? Kinh nghiệm của người khác. Thứ năm là chúng ta phải biết sử dụng gì ạ? Công việc của người khác. Thứ sáu là chúng ta phải biết sử dụng gì ạ? Sản phẩm của người khác. Và thứ bảy là chúng ta phải biết cái sử dụng gì ạ? Nguồn lực của người khác. Ok chưa? Cái gì cũng của người khác. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Ok chưa? À, và cái đây là cái điều nó vô cùng tuyệt vời. Nếu chúng ta biết cách thì các bạn thấy nó vô cùng tuyệt vời. Các bạn mà cảm nghiệm được, các bạn thấy nó hay không thể tưởng tượng được. Và theo hành trình cuộc sống, mình mới phát hiện ra điều này nó hay. À, và những người mà họ ra họ làm kinh doanh đó, họ luôn biết những cái điều này. Ok chưa? Họ luôn luôn biết. Ok chưa? À, ok chưa? Và cái module này nó vẫn chưa hết. Thực sự vừa rồi là mình đang nói bạn là bảy cái gì ạ? À, bảy cái nhân tố đòn bảy. Nhưng mình còn sáu nữa, sáu hình thức chủ chốt để bạn thực hiện được tối đa cái đòn bảy đó. Sáu cái hình thức chủ chốt. Tuy nhiên để phân tích sáu cái hình thức này á, chúng ta phải mất cả một tiếng đến một tiếng rưỡi nữa. Ok chưa? Chúng ta mất hết một tiếng đến một tiếng rưỡi nữa. Nên là mình sẽ có một cái buổi live stream, mình chia sẻ đến bạn sáu ok chưa? Sáu cái gì các bạn, bạn ơi, các bạn nhắc lại cho mình nghe này. Sáu cái gì ạ? Sáu cái hình thức chủ chốt để chúng ta gì ạ? Để chúng ta gì ạ? Để chúng ta sử dụng tối ưu cái bảy cái đòn bảy này. Ba bì á, đúng rồi bạn Hải Trần. Ba bì á. Ok chưa? Biết sử dụng bảy cái đòn bảy này thì bạn cần phải có gì ạ? Có sáu cái hình thức chủ chốt để chúng ta tối đa hóa cái đòn bảy này.
À, chưa ngủ con, à, chưa ngủ bạn mà ơi. Âm dương quá thầy. Giống của luật âm dương. Các bạn hình dung chưa? À, để chúng ta có được nó. Vậy thì các bạn nào quan tâm 6 cái hình thức chủ chốt này thì sang tuần sau mình sẽ chia sẻ. Tuần sau mình sẽ chia sẻ bằng cái chủ đề là 9 cái cách để chúng ta huy động vốn. À, ok chưa? Thầy sướng quá, sướng là sao bạn ơi? 6 hình thức chủ chốt để chúng ta sử dụng được cái 7 cái đòn 7 này để nó mạnh mẽ hơn. À, và cái buổi chia sẻ hôm nay các bạn thấy nó có tuyệt vời không ạ? À, ngày mai mình có 2 ngày từ sáng cho đến tối. Các bạn hiểu chưa? Để mình có cái lớp gì ạ? Cái lớp làm chủ doanh nghiệp, cái lớp đàm nghệ thuật đàm phán và đòi nợ. Ok, nghệ thuật đàm phán và đòi nợ. Suốt cuộc đời kinh doanh thì chúng ta cần cái những cái kiến thức thức này. À, mình có 2 cái quyển sách này. À, mình có 2 cái quyển sách này nó rất là tuyệt vời. À, và các bạn ơi, đây là 2 cái quyển sách của mình. À, mỗi ngày một chút thôi và vượt biển lớn. Những bạn nào làm kinh doanh thì mình nghĩ là các bạn phải sở hữu ngay 2 cái quyển sách này. À, đây là 2 cái quyển sách mà những bạn làm kinh doanh, ok chưa, họ đọc họ đều rất là thích, ok chưa, họ nói là đây là 2 cái quyển sách mà bạn cần phải sở hữu. Các bạn nào quan tâm 2 cái quyển sách này thì các bạn inbox số điện thoại cho mình và mình sẽ gửi cho bạn trên khắp mọi miền tổ quốc, ship đến tận nhà luôn, ok chưa. Đây là 2 cái quyển sách, ok chưa, mà mình tâm huyết để mình viết ra nó. Tuần sau mình sẽ chia sẻ đến các bạn, ok chưa, tuần sau mình sẽ chia sẻ đến các bạn, ok chưa. Tuần sau mình sẽ chia sẻ đến các bạn, ok chưa. Là nó như thế nào, là 9 cái cách huy động vốn và 6 hình thức chủ chốt để chúng ta sử dụng tốt cái 7 cái đòn 7 này. Trong tuần sau thì từ ngày mai sáng mai thì mình cả ngày mình đứng lớp rồi. Và các bạn nào hãy xem livestream này thì hàng ngày hãy vào Facebook mình đọc những cái bài chia sẻ của mình nhé. Mình chuyên chia sẻ về kinh doanh. Ok chưa? Thứ năm tuần sau thì có lớp khởi nghiệp miễn phí thì các bạn nên đi học để các bạn biết tại trung tâm của e-training. Và thứ bảy chủ nhật tuần sau thì lớp 2 ngày liên tục là lớp làm chủ doanh nghiệp giúp cho bạn ra khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng. Các bạn nào mua 2 quyển sách này thì các bạn inbox vào Facebook của mình, ok chưa, các bạn inbox vào Facebook của mình. Cái số điện thoại thì chúng ta sẽ gửi đi khắp mọi miền đất nước. Và nó như thế nào ạ? Nó sẽ giúp cho các bạn, nó sẽ giúp cho các bạn biết rất là nhiều thứ, biết rất là nhiều bí mật trong cái hành trình làm kinh doanh và khởi nghiệp ở Việt Nam này. Chúc các bạn một buổi tối ngủ rất ngon. Và 133 bạn đang online này, các bạn rất là tuyệt vời vì các bạn đã theo dõi chương trình cho tới giờ này. Giờ này là hơn 11 giờ rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn.